Rồi lên luôn nha, lên và sang hàng sale gì em ơi. Chị nào vô rồi bấm cái quạt cho nó xoay xoay cho nó thoáng xíu ạ. Lên nhá, cái mã này em còn sót một ít. Cái này là còn sót một ít và giá này giá lên bán tặng chốt cho chị nào chia sẻ thôi nhá. Vì cái này chị nào lên trước có trước, cái này bên bill nha. Cái này chị nào lên trước có trước và giá này là giá em bán tặng. Cái này em còn thầm khoảng chục áo thôi. Ở trên trên bác vẫn chưa lay, trên bác vẫn chưa lay. Cái này em còn tầm khoảng chục áo và em lên bán tặng nha. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi, còn chị nào không chia sẻ mã này mẫu của thầy. Đấy, lưu ý nha, hơi bị than cổ anh lên nhanh, ở nhà chán cũng không có nhân viên là. Nhưng mà like sau thì dù một đống thì cũng không được. Mà để lao không chốt đơn thì cũng không được. Nên là đợt này like nhưng mà chốt đơn hơi chậm, hơn 2 ngày nữa nhân viên mới đi làm nhá. Hay chốt đơn hơi bị chậm vậy em nha. Rồi ok, em lên trước cho chị em mình mã này. Mã này em lên bán tặng nha. Chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Nha. Cái này thì là chủ yếu là nguyên còn size to. Cái này thì chị nào lên trước có trước, cái này tầm khoảng 20 cái thôi. Và em ngưng cái mã này. Ngưng cái mã này để chuyển qua cái mã hàng công ty. Cái này em lên bán tặng nhá, mới đầu mùa nhưng mà em vẫn bán tặng cái mã này. Nhà hàng này là hàng. Ủa cái này hai lớp rồi ạ. Lấy cái hàng. Ồ, rồi ok. Cái này em bán tặng đại nhá, màu nào cũng được nha chị em mình á. Cái năm hai. Hết. Cái hai lớp phải chứ. Hai lớp, vẫn dài ghê đó, một lớp vẫn dài ghê đó. À cái túi. Rồi lên nha, chốt cho chị nào chia sẻ cái mã này nè. Nha, lên cho những chị nào chia sẻ cái này bên bill nha ba. Cái này bên bill nhưng mà chị nào lên trước có trước nha chị em mình ơi, cái này không còn đài sai đâu. Nè tầm 20 cái và em bán tặng hết. Nha, chốt cho chị nào chia sẻ, chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng em tí xíu. Ở trên trên bác. Hả? Em view được chứ, ở trên bác cũng chưa lên view. Cái này em bán tặng nha, chốt lên cho chị nào chia sẻ. Chị em mình cố gắng mỗi chị em mình vô xem live tối này, hàng rẻ, hàng đẹp lắm luôn. Đây được có vài cái rồi, tầm khoảng 20 cái cái mã này. Nhưng mà Nguyên nói trước, chị nào lên trước là em chốt trước nha. Có sai là em chốt thôi nha, chị nào được cũng được thôi. Cái mã này nhá, tầm 20 cái thôi. Em bán tặng luôn cho chị em mình mã này. Em đi luôn chị em mình con này tặng 49. Tặng 49.000 một con này chị em mình ơi. Nhưng mà chốt cái chị nào chia sẻ và chị nào lên trước có sai em chốt trước, lên áo tung. Từ từ chị ơi, từ từ từng mã một, em mới vừa lên xong mà. Tặng tặng mấy? Mới vừa nói xong, tặng 49.000. Nha, cái này lên mã tặng 49, chốt cho chị nào chia sẻ như vậy mình tối nay nhiều hàng rẻ, nhiều hàng đẹp lắm, chị em mình cứ thông thả. Lên cho Nguyên, tặng 49 kèm luôn dùng Nguyên số ký. Hello chị Hòa chốt nha. Tặng 49 kèm số ký luôn dùng Nguyên, màu nào cũng được như chị em mình nhé. Nha, màu nào cũng được nhé, còn cái size gì thì em bán tặng cho chị em mình cái đó. Lưu ý luôn dùng Nguyên, có cái size nào em tặng cho chị em mình cái đó. Nha, lưu ý luôn dùng Nguyên. Cái này ba chụp màn hình được một máy, ba chụp màn hình được, phải like cả lên trang cá nhân được kìa. Tặng 49 chốt cho chị nào chia sẻ thôi và lên chị nào lên trước nhé. Có trước kèm size cho Nguyên nhé, kèm size. Nhưng mà màu nào cũng được chị em mình nhé. Nha, tầm 20 cái nhưng mà chắc là ba cái inbuild đi, ai có size thì bóc thôi. Nha, lên luôn những mã này, mã tặng 49.000 Nguyên đi nhanh luôn cho chị em mình luôn. Nha, tầm 20 con thôi. Tặng 49 tầm 20 con nhưng mà có size thì Nguyên sẽ bóc, mà chủ yếu là size to. Chủ yếu là size XL. Này cầm một cặp này toàn là size XL nè. Lên luôn những mã tặng 49 chốt cho ai chia sẻ thôi nha. Còn chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé. Tặng 49 chốt lên cho chị nào chia sẻ. Em đi nhanh chị em mình này, nhiều mã lắm. Ờ, chân váy bộ đồ các kiểu. Tại vì mấy ngày hôm nay hôm nay hàng về, ngày nào cũng mấy bao hàng về hết. Hàng quá nhiều luôn. Rồi tiếp cái mã này em bán tặng luôn chị em mình luôn. À, không, đây này là trang cá nhân. Cái máy nào cũng có hết mà. Nó kết nối, chỉ nó không kết nối trên hội thôi. Cái này á, Nguyên có không chỉ ở một lớp nhưng mà Nguyên ngưng cái mã đó chạy hẳn qua cái mã công ty nên là em bán tặng luôn cho chị em mình mã đó. À, nhưng mà chị nào lấy trước có trước, cái này thì hụt của chị em nhiều lắm này, cái này hụt của chị em mình nhiều lắm này. Cái này Nguyên có cái này bếp luôn đi, cái này có từng này 2, 4, 5 từ từ nhé chị em mình ơi. 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14. Cái này Nguyên còn 15 xác thôi. Chân váy caro phía sau. Ok, từ từ nay chào Nguyên chiếc lên giờ luôn. Không thả nhá. Nhiều chân váy đẹp lắm nhưng mỗi thứ có ít. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùng Nguyên cho chị em mình thôi. Rồi, em lên luôn cho em cái này. Xác tắc tuần. Tắc tuần nhá. Cái này là một xác của nó là 10, à quên lộn, có 7 đôi thôi. Thứ hai phân ra nhá. Phân ra một tuần, mỗi ngàn đôi nhá chị em mình ơi. Nha. Từ nha. Thứ hai tới thứ bảy tới chủ nhật quên, từ thứ hai tới chủ nhật tắt tuần. Cái này Nguyên có 15 set. À, chị Thanh Nguyễn có chia sẻ đâu,
Cái này 15 set, cái này ba chốt luôn trên line đi ba. Em đây luôn trẻ mình 49.000. À 7 đôi nha, 49.000 7 đôi, lên luôn những mã tắc tuần. Cái này nợ khách nhiều lắm luôn nè. Về không đủ trả. Nguyên chưa là lên luôn những mã này mã tắc là ok, 49.000 nhưng mà là 7 đôi nha chị em mình, 7 đôi nha. Là cho chị Huỳnh Thị Hạnh một đôi này, cho chị Kim Ngân à quên ờ à, đúng rồi Kim Ngân đôi này. 49.000 nhưng mà là 7 đôi, chân váy có size to đấy. Lên luôn những mã này là mã tắc luôn dùng nguyên là ok đây chị em mình nhìn này. Hàng này không ai bán cho chị em mình giá này. Cho chị Nguyễn Phương Phương. Nguyễn Phương Phương. Cho chị Kê Kim 49.000 chị ơi. À size 38 chốt rồi mà không thấy ship à. Từ 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 từ. 38 hình như hết size còn mỗi 36 thôi. Nha, còn mỗi 36 thôi. Rồi ok nhé. Lên luôn dùng nguyên. Ok chị Kê Kim có rồi. Đằng tắc tuần mỗi ngày một đôi nhá. Cái này em còn có mười mấy set à. Nha cho chị Loan Hồng lên thông tin cho em nhé. Loan Hồng này. Cho chị Đoàn Tâm này. Cho chị Đoàn Tâm này. Ok, Đoàn Tâm này. Cho chị Huỳnh Thị Thị Hạnh. Cái chị tên tiếng Hàn là tên diễn tá. Tâm An. Phải Tâm An không? Cái chị Bích Văn này. Chị tên tiếng Hàn là tên chi chị ơi? Cho chị Nhanh Phan đến cái tên này là lên thông tin cho em. Chứ không là tìm ra đâu. Cho chị Nhanh Phan. Rồi ok, em còn từng này set thôi. Có rồi. Hai set luôn. Bích Văn à. Ừ. Cho chị Lê Hải này. Lê Hải này. Lê Hải này. Lên thông tin cho em đi, đi Facebook Diễm. Mở ngoặc tiếng Hà. Lên thông tin cho em đi chị ơi, lên thông tin rồi chốt nha. Chứ còn Lê Hải có rồi. Mình được máy đơn rồi. Chị Nguyễn Phương Phương à, mới vừa vô mà. Diễm tiếng Hàn rồi ok nè, chị Lê Hải có rồi đúng không? Rồi ok, em còn có 3 4 set thôi. Diễm rồi đây. 4 set đi. Cho chị Văn Nguyễn nè, lên thông tin cho em đi chị ơi. Văn Nguyễn lên thông tin nha, còn cái tên của chị khó tìm lắm. Lên cả thông tin đi. À, cho chị Minh Diệu, chị Thúy Võ này. Minh Diệu. Hello chị Trần Thị Thu. Minh Diệu, Thúy Võ. Thúy Võ, Trần Thị Thu Thanh. Em hết nhé, mã này em hết chị em mình ơi. Nha, hết cái mã này, tối nay nhiều món ngon bổ rẻ, giá siêu rẻ luôn cho chị em mình luôn. Đấy, rồi ok chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Cái mã này à, áo khoác chắc size to là có đấy chị ơi, có cái mã này. Nhưng mà Nguyên cũng nói là chị nào lên trước có trước nha. Trời ơi, hàng này cực kỳ đẹp luôn. Cho bé nha. Cho bé, đến năm coi, còn size to nhất. Size đến 30kg. Toàn bộ cái này là chữ nổi. Hello chị Phương Lê nha. Cái này toàn bộ là chữ nổi. Hàng cốt tông tàu. Để chị em mình nhìn nè. Bộ này chưa up lên trang luôn ý nè. Cưng chưa? Size đến 30, chị em mình nhìn hàng. Cái này có hai tông màu nhé, cái này bà in bill nha ba. Cái này bà in bill bóc sao nhé, chị nào lên trước có trước, chị nào lấy sau có sao nhé. Riêng con áo này không, chị em mình mua 7-80 nghìn con rồi. Này bộ bé nha, size cho bé nhà mình tầm khoảng 15-30kg là có size. Chỗ đây 28kg đi, 28kg thôi nha, lưu ý luôn dùng nguyên. Từ 18-28kg, cái này em bán tặng luôn trên like, đây chị em mình nhìn. Bộ này xinh lắm, mới đẹp nè. Cái tông à. Nay trang trí xịn sò thế gì đơn giản gì đó. Tình ngô đặt in là tình ngô tự dán thôi. Tình ngô đa nghề lắm, rảnh là dán lên thôi đấy. Nhưng mà được vài bữa à, xong đồ nhiều quá rồi chắc lên cũng tà la rồi nha. Lên luôn dùng nguyên cái này, cái này em bán tặng nè. Cái này bán trên live, em không up lên trang cá nhân với chị em mình thôi. Cái này em có ít lắm, toàn bộ chị em mình cho bé này. Bé gái nha, chị nào có bé gái phát ngay cái bộ này luôn nha. Em rửa hả, xíu nè em rửa. Có nhiều thứ để rửa lắm. Rồi nha, lên luôn, riêng nhà Nguyên là hàng quá nhiều luôn. Cái gì rửa cũng được hết ý. Sale mã hai mã là rửa được rồi. Cái này em lên luôn cho chị em mình luôn, 79.000. Cái này bà in hào chốt đến 27-28kg đi bà. Nha, hai màu, chữ nổi nha Nguyên nói. Riêng cái áo này không, chị em mình mua 70.000 cho con rồi. Có tông tàu nha, em đi 79.000. Này chị em mình nhìn nè, nhìn hàng luôn dùng Nguyên nha, có hai màu thôi, màu hồng với màu vàng. Chị em mình cứ lên luôn dùng nguyên mã này là mã nổi hồng hoặc vàng kèm số ký luôn dùng nguyên 79.000. Nổi hồng hoặc nổi vàng kèm số ký luôn dùng nguyên từ 18-28kg có size chị em mình này, 79.000. Bộ này riêng cái áo này chị em mình không mua cái giá này rồi nha. Lên luôn dùng mã này, mã nổi kèm luôn dùng nguyên cái số ký từ 18-28kg là có size, không chút đến 30.000. Áo khoác gió à, còn ít. Hello chị Trần Thị Lâm nhé. Lên luôn dùng mã này, vàng hoặc chân váy caro phía sau rồi chị ơi, rẻ lắm, từ từ em lên. Em xem rất là rẻ, nó hàng còn lẻ. Nha, lên luôn dưỡng mã này 79k.
và cái màu luôn, dùng nguyên kèm số ký luôn, dùng nguyên nhé nha, đẹp lắm, cái này đẹp lắm nha chị em mình, yên tâm luôn, dùng nguyên. Nhìn hàng này, chị em mình nhìn hàng toàn bộ chữ nối như này nè, có size to không, cái này em có size đến 28 ký thôi, em có ít lắm, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé, từ 18 đến 28 ký có size nha. Nguyên website sao hai màu thôi, được hai màu thôi nha, 79.000 bao rẻ luôn cái này, nên là chị em mình tranh thủ nha, bao rẻ con này nên là chị em mình tranh thủ lên luôn dùng nguyên cái mã này nhé. Rồi cái mã này nè, mã này thì rất là nhiều chị chờ nè, em lên trước và em sẽ lên hàng lẻ thôi. Hả, từ cái gì, chữ nổi này, chữ mờ đúng không, chữ nổi hả, không, từ 1x đến 5x, 1x đến 5x, 1x đến 5x nhưng mà tới 28 ký thôi, em thấy rồi nhá, chị em mình cứ lên. Ui còn nè, cháy hàng bữa giờ luôn đấy chị em mình, khách nhà Nguyên có người mà quen rồi á, ok chị Trúc, ok chị Thanh Anna, Anna Nguyễn, thấy rồi chị ơi, đây chị em mình để chia sẻ cái like trên trên bếp về nè, nổi vàng, ok nổi vàng, cái này chị em mình để ý nè, nhiều chị á mua rồi á, để hẳn size to nhất cho chị, 5 con, 5 kiểu cạp khác nhau, 5 kiểu cạp khác nhau, cái này là mì đai đỏ nhá, ái ly ly rồi nha, trang váy em lên giờ chờ em xíu, trang váy nha, còn tầm khoảng 200 cái nhưng mà còn lẻ tẻ. Thấy chị Hà Hằng rồi chị ơi. Chị Diễm không lên thông tin, em không chốt nữa chị nghe. Tên của chị vừa, tên hàng khó tìm rồi mà giờ chị trả lên thông tin nữa, chịu luôn. Ok, chị nổi Thanh sô-cô-la luôn. Cái này, Nguyên có size cho chị em mình từ M tới 2XL, chị em mình đến 62. Chắc vừa đó chị Duyên, vừa đó. Cái này đến 62kg với chị em mình thôi. Con này sướng cực kỳ luôn. Nha, con này là mì hàng. Mì xịn luôn cho chị em mình luôn, dáng của nó là dáng tomboy nhé. Từ M đến 2XL, cái này chị em mình lên trước có size trước này. Không, cái đó không có 37, chờ những cái mã sau chị ơi. Nha, cái này khách nhà Nguyên toàn mua mấy con, dạng mua mấy con này. Cái này có nhiều nhiều kiểu cặp khác nhau. Cái chị em mình mua hai cái, mình sẽ bóc cho chị em mình hai cặp khác nhau nhé. Cái này em đi luôn chị em mình, từ từ quần đùi bé em không. Nha, lên luôn dùng nguyên mã này là mã mì hàng, dùng nguyên kèm luôn dùng số ký. Mì hàng kèm số ký, thấy quen cho chị em mình thôi. Đất hàng bữa giờ. Lâu ngày ghê à, 5 ngày chứ mấy. Em đi luôn cho chị em mình con này giá 89.000 nha, lên luôn dưỡng mã này mã 89 em bóc size sao nhé. Được chưa? Còn tầm khoảng 100 con này chứ không có nhiều. Ok Diễm. Ok nhá, chụp ấy là đi ba, không cái này. Không tìm ra tên tiếng Hàn. Không. Phải tìm tên số điện thoại chứ còn đâu có ai biết tiếng Hàn đâu. Lên luôn dùng nguyên con này, em đi luôn cho chị em mình con này giá 89.000 kèm size đến 62 kg. Nha. Đến 62 ký cái này, lên luôn dùng mã mì hàng kèm luôn dùng nguyên số ký. Cái nào in bill bên nào được và in, còn không in bill phải ghi lại nha. Nha, quần caro có em lên sau. Từ M nha, M vừa à, màu vàng ok. M, L, XL, 2XL. Đấy. 4 size đến 62 ký, chị em mình tin tưởng nguyên con này đi. Tại vì nguyên trái hàng bữa giờ luôn mà 89.000 không có được. Nha. Đây, để chị em mình nhìn nè, lên luôn dùng mã mì hàng kèm luôn dùng số ký nhé. Từ chị em mình tầm dưới 5 tầm khoảng 47-48 kg đổ lên. Từ từ hơi trên nó cá chân xíu, cũng phải chín tắc đó chị ơi. Không phải chín tắc, kiểu như chị em mình cao quá kia. Còn cái này như Nguyên là Nguyên mang tới mấy cá chân đó. Em đi luôn chị em mình con này giá 89.000, bao rẻ luôn. Nha, 89.000 nhiều cặp đó, mấy chị em mình mua hai con sẽ bóc chị em mình hai cặp khác nhau. Hai cặp này khác nhau nhé. Ok, chữ nổi thì Trần Thị Thu Thanh rồi. Ok, chị nào lấy cái này lên luôn chung mã mì hàng, kèm luôn dùng nguyên số ký. Mì hàng kèm luôn dùng nguyên số ký nha. Cái này rẻ đẹp, chị em mình yên tâm đi, Nguyên chạy luôn cho chị em mình chuẩn là mì hàng, không có chạy mì pha, mì leo, và cũng không chạy cho chị em mình là cốt tông nha. Tại vì cái tầm này những ở ngoài người ta chạy cho chị em mình không có tông nhiều. Cái dòng này người ta chạy không có tông nhiều lắm. Đấy, còn nhà Nguyên lai thiệt, bán thiệt. Cái chất liệu gì báo luôn cho khách về chất liệu đó luôn. Hàng mà về, ví dụ như hàng về chắc 6 không ưng toàn sale. À, hàng có rồi nha. Nha. Nên là chị em mình cứ yên tâm nhận hàng con này về chắc bao sướng luôn. Co giãn chị ơi, co giãn sướng. Hàng này làm dặn giống quần tomboy đấy. Khách nhà Nguyên toàn dặn con này luôn. Toàn dặn con này, có con này size to này, size 65 cái cũng lên luôn chị em mình nói thì. Cái này cũng còn tầm khoảng 50 con thôi. Cái này là dán gì mì lách viên nhé, cái này là dán mì lách viên thì là chị em mình đang vượng lên luôn cho chị em mình luôn. Cái này chị em mình thấy thì hot girl nó hay bán chị em mình 175.000. Từ từ, có quần đùi sung là đùi gì, có sọc đùi có chị ơi. Lên chị nào lấy mì hàng, lên mì hàng luôn dùng nguyên nhé, ô mì hàng nha, ô mì hàng
Ai đó, ai đó, ai đó. Mới mới đẹp đẹp à. Rồi nha, cái này chị em mình để ý con này Nguyên cũng chạy cho dạy mình ôm mì hàng. Nhưng mà cái dáng này không phải là dáng tomboy, không phải là dáng boy mà là dáng legging nha. Con này cũng đẹp lắm, cùng chắc luôn, cùng chắc luôn. Nhưng mà cái này có size đến 65kg nha. Con này tới size đến 65kg. Em đi luôn cho dạy mình con này nha, 79.000. Quần này mặc sướng lắm à, thương hiệu xịn sò. Rồi nha, rồi lên luôn dùng cái này. Chị nào thích cái này thì lên luôn dùng legging nha, 79.000. Chị em mình yên tâm, Nguyên chỉ chạy cho chị em mình ôm mì hàng. Ví dụ như nhập hàng về đụng cái lô nào phải là mì pha, mì đồ là Nguyên cũng đều báo cho chị em mình. Ừ, cái này về chắc không ok, Nguyên sale lỗ chẳng hạn. Còn những cái này chuẩn luôn cho chị em mình là mì hàng nha. Cái này lên luôn dùng mã legging, size đến 65kg. Baggy legging riêng nhé, cái này là legging. Còn hồi nãy là mì dáng boy, hai cái mã khác nhau chị em mình ơi. Dáng boy hồi nãy em đi luôn cho chị em mình làm. Ở đâu rồi? Là 89.000. Còn mì legging là em đi chị em mình nhìn cái mã này, nhìn sơ qua đi. Hot girl toàn nó bán chị em mình 175-179 nè. Và chạy là chạy mì hàng nha, không có chạy mì pha, mì leo và không chạy có tông nhá. Được chưa? Dài yên tâm, tự tin luôn cho chị em mình luôn. Con này khách nhà Nguyên mua rồi, mua nhiều lắm. Năm nay hai đứt cái mã này, năm nay u mì cao. Giá u mì cao Nguyên làm biến nhập. Làm biến nhập, nhập về cao quá không biết là bán kiểu gì. Đấy. Và toàn bộ bán cho trẻ em mình những cái này, vì là chắc nó sướng mà trẻ em mình hỏi nhiều mà không nhập thì nó ấy. Toàn bộ bán cái này là bán lá tương tác này. Đấy, hai trẻ em mình ví dụ như trẻ em mình phân cái đùi trẻ em mình to, trẻ em mình lấy cái này, mang hơi thụng thụng cũng đẹp, mix với giày thể thao cũng đẹp. Đấy, là mì tomboy, mì dáng boy. Dáng boy là còn chị nào? Legging là 79, còn dáng boy là 89 nha, em qua nhé, yên tâm là vải dài. Vải dài và vải co giãn, em qua mã này nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Legging. Còn giờ sẽ lên trẻ mình chân váy thì nó lẻ lắm, chân váy, ừ. Chân váy cái đây còn mấy cái thôi, siêu lẻ luôn, toàn bộ là hàng Quảng Châu nha, toàn bộ hàng Quảng Châu. Cái này thì em lên luôn, bóc chốt luôn trên like luôn, từ từ, chưa đi thì thêm, cái nào chốt xong là đi đơn hết rồi đó nghe, cái nào mà em chốt đơn ok là em đẩy đơn hết rồi, nha, đây có mấy con thôi, để trẻ mình nè. Muốn chạy cho chị em mình toàn bộ là hàng Quảng Châu. Em còn có từng này con thôi. Size L, size L55, cao 57, size S. Size S, còn từng này con em bán tặng nha. Thái Mai xăm rồi. Ok, legging. Chị nào lấy legging thì lên legging, còn chị nào lấy mì tomboy thì lên tomboy. Thì chị em mình nhìn ở trong toàn quần, không phải cái hàng mà gọi là nhiều chỗ người ta gọi là bán, gọi là bán theo trend. Nó ra mẫu liên tục mà vải xổm cứng cứng không nha. Lưu ý luôn dùng Nguyên không nha. Cái đầu tiên cái 89 nha. 89. Nguyên chạy luôn cho trẻ mình là hàng Quảng Châu xịn sò ấy, chứ không phải là chạy theo kiểu tha kiểu mẫu mái, nhưng mà về bằng bữa hai bữa. Không phải gì hết. Nha, toàn bộ chạy luôn cho trẻ mình, cái này là hàng xịn, hàng Quảng Châu. Cái này có hai cái boy chị Linh Huỳnh luôn, hai cái size S và hai cái size L. S chị em mình tầm 50, size L chị em mình 55, chị em mình gọn lên 57. Nha. Cái này em đi luôn cho trẻ mình là 85k đi. Còn bốn con chứ, 85k. Ok, mì hàng cho chị Diễm rồi. Chân váy cho chị Hương Nguyễn. Có hai con size S thôi, hai con size S nhé. Cho chị Hương Nguyễn này. Từ từ, em chốt được hai vùng hai kiểu nha. Mặn. Đứng, đi qua bên hello chị Thu Huyền, đi qua bên bếp đi Mai Sam ơi, đi qua bên bếp, có like bếp nữa nè. Cho chị gì ta? Size S cho chị gì hồi nãy mới vừa đọc xong, quên. Size L chị Lam Uyên đẹp lắm, chị hàng Quảng Châu. Hàng này chị em toàn mua trăm mấy nghìn á, không có giá này đâu nha. À, cho chị Lam Uyên này, cho Diễm size S này, chị Nguyễn size S này. Hết S rồi, hồi nãy có chị nào size S nữa mà quên. Còn cái size L. Còn cái size L nha, hồi nãy ừ, Nguyên có like trên bếp nữa đó, tại vì hồi nãy nhầm. Cho chị Hương Nguyễn này, Hương Nguyễn nào đây nè. Hương Nguyễn size S này. Rồi còn có size L. Bữa nay có chỗ này. Còn cái size L, ok, legging. Legging ba cái in. Nguyễn Hương. Còn một cái size L nha, một cái size L này em đi luôn cho trẻ mình làm. Hồi nãy mới nói bao nhiêu tiền ta. Còn cái size L thôi, 85.000. Cho chị Ngọc Nguyễn nữa là hết. Ngọc Nguyễn không giáo. Ngọc Nguyễn không giáo nữa là hết. Cái này em còn hai con nữa. Còn cái này, cái này đẹp lắm. Cái này còn mấy con. Từ cái này còn nhiều thì em lên tiếp cho chị em mình nhé. Nó không xịn sò là em quay ra cho chị em mình quay đầu luôn. Cái này còn có ba con thôi nè. Cái này còn ba con, chị em mình nhìn nè. Ok, à, quần Nguyên mang
quần nguyên ma hôm bữa lên rồi. Cái này chưa được có một cái em mang đây nè, hôm bữa em đi cho dạy mình mấy tiền đó, 8-9 vậy. Quần giữ nhiệt em đang không, giữ nhiệt em đang không. Rồi lên luôn dùng nguyên con này, toàn bộ là hàng hai lớp và hàng Quảng Châu chứ. Hàng Quảng Châu cái này em có 3 con, còn đúng 3 con thôi chị em mà nói nha. À, một cái size M, một cái size L, một cái M, một cái L, L55-57 thì chị em mình nhé. Và một cái size gì đây, hai cái size L, cái size M. Lên luôn dùng mã đùi không có, cái này cực đẹp luôn. Chị em mình nhìn hàng, quay cho chị em mình nhìn hàng Quảng Châu không à. À, đơn mình đợt đi cả tuần rồi không điện thoại. Ủa sao ta? Mai điện qua giùm em cái. Mời chị Anna Nguyễn nè. Mời chị Anna Nguyễn còn hai cái size L. Còn hai cái size L, cái này em đi chị em mình 85.000 luôn. Không xịn sò chị em mình quay đầu luôn. À, size L cho chị Lan Anh Nguyễn nè. Lan Anh Nguyễn nè. Mời cho Anna Nguyễn rồi. Mời cho Anna Nguyễn nè. Còn cái size L. Cái này Lan Anh Nguyễn hả? Lan Anh Nguyễn nè. Bao nhiêu đây? 85.000 đi. Anna Nguyễn một cái. Rồi chân váy riêng giờ em đang không, cho chị Hiếu Dương cái nữa là hết này. Đẹp lắm con này. Hiếu Dương cái nữa là hết. Này toàn hàng còn lẻ mà lỡ like hai máy rồi. Toàn hàng lẻ mà giờ lỡ like hai máy rồi. Giờ mới thấy tay shop à. Hiếu Dương có một cái. Cái này quần sọt. Anna Nguyễn. Cái này em xem nó cho chị em mình 79.000, toàn bộ là hàng xịn, chị em mình cứ yên tâm là nguyên chạy cho chị em mình, những con này là hàng Quảng Châu hết. Hàng Quảng Châu hết nhé, cái này hàng thô. Con này hàng thô này em đi chị em mình 79.000 size 55. Lên mã thô 79 size 55 nhé. Thô 79 size 55 nha. Thô 79 size 55, tối nay quần Vinh cũng nhiều. Toàn hello chị Thu Lê. Quần em hết. Ui trời ơi, chị em mình nhìn hàng đi. Caro hồi nãy là 85.000. Cái này size size 55. Lên mã túi size 55. Những cái này là còn thứ cái thôi, nên là thôi kệ chị nào được nhá. Còn lẻ tẻ hay là em lên hàng ri trước, hàng lẻ em đi sau nhé chị em mình ơi. Những cái này đẹp nhưng vẫn còn thứ ít lắm. Nó bữa nay toàn đóng sỉ luôn mà, không có like. Cái này size L, size chị em mình 55. Lên luôn dụng mã túi size 55. Túi size 55 có 1 cái. Túi cho chị Hiếu Dương 89.000 chị Hiếu Dương. Ok nè, đẹp lắm, toàn hàng xịn sò thôi. Nên là chị em mình cứ yên tâm, con này hai biên này, hai lớp hết nhá. Size 52. Hả? Size nhỏ à, có size XL đó dự, xíu nữa còn trang váy còn size XL cũng có đó. Nè, lên luôn dùng nguyên mã này, size M nhá, size 55 nha chị em mình ơi. Lên mã set ly M55 có một cái. Lên mã M55 89.000. Chị em mình cứ so sánh những cái hàng này, nhận hàng về so sánh với những hàng chị em mình mua đi, mua 150.000, 180.000 á, chứ không phải hàng rẻ. Dòng này cho chị Hiếu Dương. Nhà toàn bộ là hàng Quảng Châu xịn hết, nhưng mà nguyên còn lẻ mẫu. Đấy, lẻ mẫu còn thướng cái đi chị em mình nhìn này. Nhìn cái con chân váy này. Lên mã M xám luôn, size 55. Ok, M xám size 55. M xám size 55, cái này em đi chị em mình 89.000. M xám size 55, em lên cọc, em lên đang xem có cả hàng ri. Nhắn cho nó dễ chốt chị em mình thôi, nhiều cái chốt một cái chị em mình không chốt được. Cái này cũng size M luôn, ui trời ơi chắc này. Túi hết rồi nha. Túi hết nhé. Lên mã M xám luôn dùng nguyên cho chị Hiếu Dương. Lên mã M đen size 55 đổ về chị em chú ok. Trời ta cắn cái đầu tóc ngố này. M đen size 55. Nha chị nào lấy M đen. Một đơn bên mình. Chị ơi, mai hay mai chị gọi qua giùm em thì giờ em cũng không biết 89 nghìn. Giờ cũng M đen cho chị Hiếu Dương. Nè. Nè, đây còn cái M đen nữa nè. Còn cái M đen, à M đen còn cái nữa nè. Hello chị Sương Thu, còn cái M đen có quần giả váy em có. M đen cái này em còn cái, bộ cũng đẹp lắm, tối nó nhiều mã đẹp lắm. Em lên một cặp nữa thôi, em lên chị em mình ít quần riêng lên bộ. Rồi những cái hàng lẻ này em chạy sau nhé, em chạy sau. Chứ giờ mà lên đầu like nhiều chị lên chút không được. Thì thứ còn cái hả? Nên là nhiều chị chút không được. Nha, rồi em đi cho chị em mình chạy hàng lẻ sau. Còn mã đẹp không ạ? À? Còn mã đẹp không? Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên. Ừ, có đấy. Chân váy công sở, cái này là dạng chân váy kiểu chị, chân váy kiểu hàng trẻ mình nhìn. Còn hàng xịn sò thôi nè, con này size L này dự ơi, con này size L này dự ơi nhá. Cái này toàn bộ ví dụ những chân váy ngắn nhà ở trong có quần hết, từ từ hai cái váy sau lưng ok, áo khoác em có chứ nha. Mờ đen còn cá luôn cho cô Sa, cái cô Thi Sa cái nó size L đó. XL 89.000 nhá, XL 89.000. Con này là da này còn mấy cái này.
Da này cũng size XL, quần sọc da xịn sò lắm luôn. Con này em đi luôn chị, em mình 85.000. 85.000 cái này còn mấy cái. Đấy, còn mấy cái. Nha, lên luôn dùng mã này. Chốt mã này là mã sọc da này. Ờ rất là bỏ cho chị à, Hòa Hương Trần. Con nó bỏ cho Hòa Hương Trần. Ở trong có quần hết nên là cứ yên tâm. Đi luôn à. Nha. 89 cái này em đi luôn chị, em mình 85.000 nha, quần sọc da xịn sò hết. Nha, XL những con này chị em mình đến 60-64 này. CL chốt chị em mình làm 55-57, XL chị em 60-64 nhé. Lên mã sọc da, em đi luôn chị em là 85.000, hai con này chữa chị Hiếu Dương luôn này. Hai con này chữa chị Hiếu Dương luôn. Ok chị Hiếu Dương. Nha, lên luôn dùng mã sọc da còn hai cái. Sọc da, ok, lên riêng nha, từ từ chờ em biết. À, người ta chốt luôn rồi, cái này chữa cho chị Hiếu Dương. Đây còn con chân váy này sao gì đây? Cái này sẽ S rồi. Còn con chân váy sẽ S 50-52. Em lấy quần riêng giờ luôn. Sọc da cho chị Lan Uyên. Sọc da ở xuống chị Lan Uyên. Ui giời ơi, để mang thử cho em mình con thôi. Xíu là còn nhiều lắm. Còn hai con chân 200 con nhưng mà nó lẻ xíu nữa mà viên ít thì là cuối em sẽ lên luôn cho chị em mình luôn. Dạ, mang cái quần nó không kéo lên được. Cái này size chị em mình 50 đổ về. Chân váy cái này size S thôi. Con này xinh lắm. Trời Lo Nguyễn đi. Lo Nguyễn ok. Em lên chị em mình lấy quần riêng nhé. 89.000 lên ít quần riêng nha chị em mình ơi. Nhà lên ít quần riêng trước đã nè. Rồi lên tiếp. Với lại cho mình sẽ lên cái áo nam tặng mình. Áo nam có cổ này. Cái áo nam mà trong tủ có cổ. Tuần. Chưa tới tuần. Nhưng mà like em nói này, like á. Hello chị Trang, đợt này like xong ấy chắc là chốt đơn cũng hơi bị chậm nghe. Chốt đơn hơi bị chậm. Ok. Ở bên này nè, cái áo nam ấy, bỏ lên bán tặng luôn, còn mấy cái. Ui trời ơi. Cái này có còn ri. Áo nam có cổ sao kìa. Cái này em còn ri thôi. Cái này cũng là còn lẻ tẻ, cái này em còn 150 quần. Em cũng lên luôn cho em mình luôn. Còn. Em quay cam này còn một đống nhưng mà cái lẻ tẻ đó. Hơi lâu. Còn em đang sen đi chị em mình đỡ phải ngán. Đỡ like cái mã này sang cái mã kia. À, xem chân váy xám sao. Làm gì còn cái chân váy nào đâu. Làm chỉ còn cái chân váy nào đâu. Cái này em có còn ri. Em có còn ri dáng boy nhá. SML. Cho chị em mình 57, chị nào gọn lên 60 nha. 50-52 chị em mình lấy xe SM, chị em mình lên 55 nhá. Xe lợi chị em mình tầm 57 thôi. Chút nữa cho nó thông thả. Ba cái F0 rồi F1 đủ các kiểu. Trời. Cái này em đi luôn cho chị em mình 125.000 nha. Từ từ từng mã chị em sẽ lên từ từng mã nhé. Không thả giùm em nha. Lên luôn dùng nguyên cái này là 125.000 một con này. Chắc bao xịn luôn nha. Toàn giờ cũng thấy up lên người ta bán 201-220 con này hết nè. Em đi luôn chị em mình 125.000 cái này bọn. Gọn gọn là một ri duy nhất thôi nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Từ từ chị, từ từ em lên. Nhưng mà thú có một cái thôi. Cái này em có ba cái thôi nè. Lên mã này, lên mã 1 dùng nguyên nhé. 3 size ML, riêng hàng riêng nhà nguyên bao chị em mình xịn sò luôn. Ba cái thôi. Lên luôn dùng nguyên nhé. Chốt mã 1 luôn dùng nguyên, cái này ghi mã 1. Size M chị Quỳnh Như Trần. M cho Quỳnh Như Trần, size L cho Huỳnh Thị Hạnh, còn size S. Còn size S nhé. Rồi lên mã 2. Quần riêng mặc sướng lắm. Cảm ơn chị Huỳnh Thị Tiên, không có sức like mà bảo xin việc thì không cho. Một cái mốt rồi. 125.000, còn cái size S cho chị em tầm 50-52, đẹp lắm luôn, tự tin luôn. Nguyên bán quần riêng tự tin, không phải là hàng thô cứng đâu. Không, còn cái size M luôn nghe. Hai cái size M à? À. Hai cái size M thấy cho chị Duyên Lưu. Thì Duyên Lưu một cái nữa. Ok, Duyên Lưu. Duyên Lưu, cái này thì ai mang size nào? Cái này là giống hôm bữa Nguyên mang. Chị nào mang size nào? Lên size đó dùng Nguyên. 26, 27, 28, 29. Nguyên thì vẫn mang size 26 thôi. Nha, nguyên cái này nguyên vẫn mang 26, nguyên 50kg vẫn mang 26, đẹp lắm này. Đẹp lắm nè. Na Linh còn coi like mua cái này nè nè, đẹp lắm, vải sướng, cực kỳ luôn. Cái này dáng của nó là dáng ôm nhá, một ri thôi. 26, 27, 28, 29, lên luôn dùng mã số 2 kèm size luôn dùng nguyên. Nha, mã số 2, chị Hồng Hồng ơi, mã số 1 em hết. Lên mã 2 kèm size luôn dùng từ 26 đến 29 chốt lên luôn dùng 125.000. Yên tâm luôn dùng trên đùi em hết rồi. Mà từ từ em chờ quần ri 27 cho chị. Đây, em đang 27 Quỳnh Như Trần. À chị cắt bụi đang ấy đúng không? Đang đơn 27 chị Quỳnh Như Trần. À 26 cho Na này, 26 cho Na Linh này. 26 Na Linh này, 29 Huỳnh Thị Hà Thị Hạnh này, 28 cho chị Hiếu Dương. Rồi ok. 29 Nhân thì Thị Hạnh này. 28 cho chị Hiếu Dương. Đẹp.
À, dự hai mang size nào chốt size đó dùng Nguyên Dự ơi. Đi size nào chốt size đó luôn dùng cho nó dễ cắt lấy kéo cắt vô sao. Rồi nhá, tiếp luôn dùng Nguyên. Đây mã này là mã 3 nhá. Nguyên tự tin luôn, chạy quần riêng Nguyên nói là đấy, giống y những cái mã Nguyên chạy cho chị em mình 135.000 trong năm ấy. Vải chắc như thế luôn. Thế hàng chị em mình đi mua 200 mấy thì một con. Đấy, Nguyên bán là chủ yếu là chạy số lượng thôi. Thấy số lượng là chị em mình cố gắng chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nhá. À, đây mã này là mã 3, cái này có 3 cái SML. Không chế mà sao chi à. Cái này SML, hết mã 2 nhé, lên mã 3 dùng Nguyên. Này, lai nhẹ. Lai nhẹ nhé, size này chị em mình. Lai này chút 50, 52, 55 đi. Mang cho nó thông thả một xíu nha. 50, S, 52, M, 55, size L từng nữa thôi nhé. Riêng cái mã số này là mã mấy rồi, mã 3 à. Lên mã loa dùng Nguyên đi. Này chị em mình nhìn không? Chị em mình nhìn con này muốn đi, chị em mình 125.000. Đây, loa nha, con này loa này. Là SML 3 size. Lên mã loe nhá. S cho chị em mình 50 thôi cho nó thông thả. Nha M52, L55. Chị nào gọn lên 57 từng nữa thôi. Đấy, giãn nhiều và lưng siêu cao chị em mình nhìn nè. Xây L cho chị Hiếu Dương. L chị Hiếu Dương. Rồi ok, còn SM. Chị nào lấy cái này lên nhá. Còn SM thôi, 125.000 em đi. Chị em mình đồng một giá hết. Mình chị em mình nhìn hàng. Nhìn hàng luôn, dùng làm sao mua đi 125.000. Nha, trừ khi giờ hot girl nó hay chạy chị em mình nó hàng cứng. Nguyên chạy chủ yếu là thiên về chất lượng chứ không, nói chung là không có chạy rồi không đúng trend ấy, kiểu là như thế nha. Rồi ok, chị Nguyễn Hồng Lê size S, Nguyên còn cái size M, còn cái size M bao đẹp luôn, chắc thì bao sướng luôn cho chị Ngọc La. Hàng chuẩn hàng chị em mình đi mua hàng shop là 100, 200 mấy nghìn, 200 mấy nghìn. Cái này dán bo nhé, dán bo thì nó thông thả hơn xíu, giúp chị em mình 57, chị nào gọn lên 60, dán bo thì không nó thọng hơn xíu. Đây mã số 4 rồi Nguyên, cái này dán bo. Cái này dán boy nhé, cái này về em đóng quần riêng thì em đóng xỉ nhiều, riêng em đóng xỉ nhiều. Cái này dán boy, dán hơi thụng thụng xíu, chị em mình nhìn con hàng làm sao chị em mình so sánh luôn. À, khẩu trang nữa không, còn khẩu trang à, khẩu trang còn khẩu trang bé, khẩu trang lớn còn ít lắm, còn có mấy thùng để chia lại. Chị nào đang có đơn thì Nguyên trong đơn thôi. Nhưng chị em mình nhìn nè, con này ép chị em mình 52, M55 nhé, size L chút chị em mình 57. Lên mã này mã 4 luôn dùng Nguyên nhé. Comment mã này mã 4 dùng Nguyên nha. 4 này là dán boy dùng Nguyên nhé. 125.000 em đi đồng giá. Boy, le, ôm gì, bát ghi gì cũng cùng giá hết nha. Cho chị em mình vậy ấy, khỏi cần cứ lên mã nào ưa chốt nha. Rồi lên luôn dùng Nguyên cái này CL. Lên mã 4 nhé. Mã 4 đi. Mã 4 thì thấy vỏ này. Mã 4. Cái này không xịn sò, không cần mua hàng luôn. Tự tin luôn, mà không rẻ, không cần mua hàng luôn nha. Rồi lên luôn dùng này. Mà 4CL em thấy rồi, còn SM thôi. Cái này nó thông thả hơn xíu, còn SM thôi chị em mình ơi. Nha, đẹp lắm luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên mã 4SM. Còn SM, mã số 4SM luôn dùng Nguyên nhé, 125.000. CL hết rồi chị ơi, còn S và M. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nha chị em, hoặc là Nguyên like chai đó. Bán rẻ để đổ lấy lượt chia sẻ của chị em mình ấy. Nên là cố gắng mua chị em mình cho chị Duyên Lưu. Chị Duyên Lưu có đơn chưa? Có thông tin chưa? Lên thông tin lại dùng Nguyên nhé. Nguyên còn cái size S cho chị em tầm 52 đẹp. Riêng quần riêng chị em mình mang quanh năm. Không cần đợi là Tết hay là hè hay là như thế nào. Cho chị lên quần. Mang quanh năm. Cái này từ 26, cái này dáng ôm này. Những con này là dáng ôm 26 đến 29. Lên mã số 5. Mã số 5 nhé. Mã số 4 em hết. Lên mã 5 dùng Nguyên. Nha. Thứ em còn ri chứ không có nhiều. Nè. Không phải là hàng mà riêng cứng đâu chị em mình ơi. Chị em mình nhìn nè. Đấy. Mềm cực mềm luôn. Toàn bộ là dòng hàng xịn nên là chị em mình yên tâm. Ai mua hàng nhà Nguyên quần riêng là chị em mình biết rồi. Lên mã số 5. Cái này đang xem chị ơi. Em còn lộn xộn trong đây tầm mấy. Tầm mấy cho quần. Cái này lên luôn dùng mã số 5. Từ 26 đến 29. Chị nào hai năng mang size nào lên size đó luôn dùng Nguyên. Ok, chị Hiếu Dương ri. Nhá, cái này chị Hiếu Dương Nguyên ri. Ok. Rồi nhá, lên mã số 6. Mã số 6 thì cũng còn ri hết mã 5 nhá. Chân váy em còn nhiều lắm. Áo phót trên cây đi chị. Ừ, còn có mấy con thì xíu lên luôn, sale gọn luôn. Thông thả dùng Nguyên nhá. Cái này hồi nãy lên rồi nè. Mã này lúc nãy chị nào chưa có này, lên mã 6, mã 5 em hết. Lên mã 6 dùng Nguyên. Cái này là dáng của nó dáng ôm, giống như hôm bữa Hương mang con này rồi nè. Hương mang cái dáng ôm này rồi nè. Lên luôn dùng Nguyên cái mã này, chốt mã này là mã số 6. Hết mã 5 hè. Lên mã 6 dùng Nguyên, giờ còn mã 4 thì hết rồi.
Thì Duyên lưu lên cả địa chỉ trên live dùng Nguyên nha. Lên luôn dùng Nguyên cái này. Chốt mã 6. À, áo em mặc hình như là còn. Còn. Chốt lên mã 6 luôn dùng Nguyên nha. Chốt 6, 60kg không vừa. Chị nào hai mang size nào lên size đó luôn dùng, hai mang size 6 chốt 26 nha. Tùy ví dụ như cũng 50kg mà bụng chị em mình to về nhất size. S cho Trinh Trinh nè. À, Trinh Trinh. S cho Trinh Trinh. Mã 6 size 29 cho Hào Hào. 29. Chứ chà, không có 29 rồi. Hai con 28. Ôi chà, hai con 28 thì chị Duyên lưu lên địa chỉ trên live luôn dùng Nguyên. Còn coi 28, Hào Hào cái này không có 29 đâu. Cái này còn 28 nữa nè. Còn có 28. Nha, chị nào hai mang size nào cứ lên size đó luôn dùng Nguyên cho nó khỏe. Nha, ok chị. Mã cái này size 28. Size 28, mã 6 size 28 dùng Nguyên. Size 28. Có ít lắc em đi chân nó nhanh thì em đi nhanh luôn cho chị em mình luôn để đổi mã. Cái này lên mã 7. Nguyên còn một con size 28 cho chị Hiếu Dương luôn. Ok chị Hiếu Dương. Còn một con hồi nãy bỏ xuống cho chị Hiếu Dương luôn nè. Ok. Lên mã này. Cái này. Cái này cũng có hai con, có ba con. SML. SML. Không có 29 rồi. Lên mã này là mã số 77 cho Nguyên đi. À không, cái này còn lẻ tẻ rồi. Các cái nào còn nguyên ri đi sao? Các cái nào còn nguyên ri đây nè. Các cái cọc nào còn nguyên ri vô sợ đi. Cái này còn lẻ tẻ hôm nào có mấy chị chỉ đi làm nó phân ra đi ra cho nó lẻ. Một mình like vừa ấy thì nó lâu lắm. Cái nào còn nguyên ri mà. Mã 6 em thấy. Rồi lên mã 7 với Nguyên. Mã 7 có 3 size. Mã 7. Ok chị Duyên lưu nha. Đợt này chút đơn hơi chậm nhớ. Đang nhân viên đang chưa đi làm ơi. Ôi trời ơi. Mà mấy rồi? Mã 7 hả? Mã 7 cái này còn ri thôi. Mã 7 cũng có hằng ri. Có màu đen. Có đó chị. Có màu đen. Có còn ri hay cái màu đen. Có nhiều hàng đẹp lắm. Nha, mình thông thả từ từ cho em lên nhé. Đừng có khối em nhé. Rồi nha. Lên luôn dưỡng mã này mà mấy rồi. Mã 7 à. Mã 7 là hàng loe nha. Loe. Em thấy chị Trang rồi. Nhưng mà toàn là lên sao thôi. Không có chốt được. Nha. Trời con hàng loe. À, từ từ mã 7 CL cho chị Mai Dít. Mai Dít có đơn rồi không ta? Mai Dít cho này, ok nè. À, sao bác kia không có chị ơi. Mã 7 CM chị Kim Loan. Rồi ok, nên còn cái CL. Cái CL, à, cái hình lộn lộn rồi. Cái này size S nè ba nè. Cái này size S nè. Cái này size S nè, chị Mai Dít. Ừ, CL cho chị Kim Loan. Ok, hết. Cái này CM, rồi ok. Hết nha. Hết nha mấy tình yêu ơi. Tiếp luôn dùng em cái này em còn ri. Hết rồi. Cái không like mà ở nhà chán lắm. Quần đang mang hết rồi. Hôm bữa lên rồi. Quần nguyên mang lên. Nói chung là về mà cái nào mà vừa mà ok là chưa hết lại mang. Vì đi ra ngoài mua nó cao quá. Còn những con quần sọt này đi ra mua ta 150, 160 mới ra chắc đẹp nè. Ui trời ơi. Lên mã này, mã số 8 thì Nguyên có 3 cái luôn. Chị em mình nhìn hàng luôn nhiều Nguyên. Thì so sánh hàng chị em mình đi mua 201, 220 nha. Không phải hò dòng hàng rẻ nha. Được chưa? Cùng một giá hết chị ơi. Cùng là 125.000 em lên đồng giá. Chị Khánh Trang đâu có lấy loe đâu. Khánh Trang không có đúng không? Khánh Trang không có. Mã này mã mấy rồi? Mã 8 à. Mã 8 đi. Không có chị ơi. 8 size L Hình thì hạt. Con này đẹp lắm. Hình thì hạt. Mờ cho Quỳnh Như Trần. Hết rồi, nghĩ xong là sao? Cái còn cái này size S, chị em mình 50 vậy nào gọn lên 52 nhá, còn cái thôi. Nè, size S cho chị Phùng Dung lên cả địa chỉ trên live cho Nguyên nhé. Phùng Dung ơi, chị Phùng Dung ơi lên cả địa chỉ trên live cho Nguyên nha. Lên cả địa chỉ trên live cho em đi. Ok, chị Phùng Dung. Rồi tiếp luôn cho Nguyên. Lên mã này. Lên mã này lên mã 9 cho Nguyên. Còn boy là boy có X, 9 còn ri. 9 Nguyên có còn ri à. 125.000. Trời ơi. Con này boy nha, con này boy. Con này là boy nè. Con này dáng boy nhá. Quần em đang mang hết rồi. Hôm bữa đã lên rồi. Lên luôn dùng nguyên cái mã này nhá. Em đi luôn cho dễ mình con này 125.000. Lên mã số 9 con này dáng boy. Mình chốt 52, 55, 57 thôi. Tuần trước chốt đơn. Chưa thấy giao ngơi. Mai gọi cho em đi trừ, em không biết cái đơn nó ngắn nó dài nè. Mai gọi giùm em đi. Nha, lên luôn dùng Nguyên hết mã 8 rồi, lên mã 9 dùng Nguyên nhé. Mã 9. Cái này đọc mã 8, mã 9 rồi. Mã 8 hồi nãy hết rồi. Lên mã 9 luôn dùng Nguyên nhé. Trời ơi, nè. Con nào nó cũng là lưng siêu cao và co giãn nhiều hết chị em mình nè.
cố gắng chia sẻ mà ta luôn dùng nguyên nhé. Xe L chị Diễm Kiều. Chia sẻ cho Đặng Lina. À, L này. S thì Đặng Lina. Rồi M chị Hiếu Dương là hết. Đặng Lina này. Rồi này. Hiếu Dương là hết. Chị ơi chị Quỳnh. Trương Quỳnh Văn. Chị ơi nếu như mà bụng chị gọn ấy, bụng không to lắm ấy, chị lái xe M là ok. Còn ví dụ như bụng to nha, hơi mông hơi to thì chị nhấp lên size L. Đó, y cho nó thông thả, quần này con nào nó cũng coi giảm gì hết. Cái này một ly à. Rồi, mã này dùng nguyên. Đấy, cũng 55kg mà ví dụ như bụng to thì em nhấp lên sai. Nhá, còn mà vừa lấy size M được rồi. S, M. Cái này có hai cái size M, một cái size L. Hết rồi. Hết rồi. Kiểu gì nhân viên bị hết thì mình cũng phải bị thôi. Lên mã chéo luôn dùng nguyên nhá. Lên mã này mã chéo dùng nguyên. Mã này là mã mấy rồi. Lên mã chéo luôn dùng nguyên nhá. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã 9 hết rồi. Lên mã này lên mã chéo hoặc là mã 10 dùng nguyên nhá. Cái này túi chéo 3 size ML. 3 size ML dùng nguyên. À, áo khoác à, từ từ chưa. Áo khoác mã nào, nhà nguyên nhiều khoác lắm. Nha, lên luôn dùng mã chéo, mình có 3 cái thôi. Size L cho chị Thương Nguyễn. Thương Nguyễn nào đây hề. Rồi hai cái size M. Size L, à hết size L rồi. Hào Hào ơi, bên trang cá nhân nó chậm ấy, có thể vô bên bếp nha. Ép cho Bùi Thị Yết. Hết, còn hai cái size M thôi. Còn hai cái size M thôi. Chị nào lấy M, M cho chị Miên Bùi. M cho Hiếu Dương đã thấy 125.000 chị ơi. Bao rẻ luôn, tự tin luôn. Nha, cái này về đóng sỉ cực kỳ nhiều con này. Cái này màu đen, đen này còn sót được có một, đúng một con. Quần 125.000 một con chị ơi. Cái này size 7 còn con màu đen. 125.000 đồng một giá hết. Nên là chị em mình không cần phải hỏi là ôi trời ơi, quần dáng ôm size 27. 27 dùng nguyên nhá. Còn quần le. Ok, mã chéo cũng hết rồi. Lên mã này mã đen 27. Còn được mấy ri nữa thôi, em lên nhanh để em chuyển mã nhé. Còn chân váy cũng rất là nhiều. Nhưng mà từ từ. Nhiều mã quá. Chốt lên luôn dùng mã đen size 27 con cái. Nha, đen 27 một con này, 27 cho Bùi Thị Yến. 27 cho Bùi Thị Yến. Nha, rồi tiếp cái này em có một ri. Có một ri mà size của nó lồng ở trong rồi. Em phải mở từng cái ra. 125 đồng giá nha. Tối nay bộ cũng rất là nhiều. Không thả chờ em xíu em lên từng mã nha. Từ vừa like vừa bắt, vừa like vừa bắt đây nè. Không chủ định like. Cái này size L có 1 cái. Lên mã này mã 11. Đen hết rồi, đen có 1 con nha. Ring màu trắng, không có ring màu trắng gì ơi. Lên mã này mã 11, em lấy này thứ có 1 con nha. Lên mã 11 size L. Chốt chị em mình 57, 58. Chị nào gọn lên 60 nha. Lên mã này là mã 11 dùng nguyên có 1 cái. Hàng này con nào cũng là lưng siêu cao và giãn nhiều. 27 hết rồi chị Linh Hồng ơi. Nha, nghỉ có mấy bữa mà chị nào cũng nhắn tin em ơi mấy giờ like sao mấy ngày này không có like. Size L cho Hào Hào. Wow. Ok này. Nha, cái này size gì đây? Lên size 26, nút size 26. Cái này dáng ôm, chị nào hay mang size 26 lên 26. Thì nghỉ con yên luôn. Nghỉ con yên vì like ra xong cái là không có người chốt đơn. 11 em hết rồi. Lên mã này dùng nguyên, cái này có 1 con size 26. Chút lên mã 26. Nhận hàng không xịn không đẹp quay đầu luôn. Mà không rẻ cũng quay đầu luôn. 26 cho Bùi Thị Yến. 26 con biết cho Bùi Thị Yến. Cái này có 1 cái. Quần loa. Lên mã loa. Cái này là sót lại còn thướng cái lên. Lên mã loa size S luôn. Loa S luôn dùng nguyên. Chị nào hay đi size S chút size S luôn dùng nguyên. Chút 50 đi cho nó thông thả vậy em mình nhé. Lên mã này mã loa S có 1 cái. Loa S có 1 cái. 11 size L em hết rồi. Xuyên Đinh Hồng ơi. Lên mã loa S có 1 cái. Rồi tiếp luôn dùng nguyên. Loa S có 1 cái cho chị Hiếu Dương. Ok chị Hiếu Dương. Rồi cái này em còn 1 cái nha. Cái này lên luôn chung dáng ôm. Lên mã ôm. Ôm hết rồi nha. Ôm size gì đây? Size 9 nè. Chị nào hay mang size 9 chút lên 29. Chút không được hả? Tại vì thứ này có 1 cái chứ mấy. Size 9. Mấy bữa nay là toàn đi sỉ không, cái mấy ngày nên cũng đâu có like đâu. Ờ, con 29 cả. 29, chị nào lấy 29, lấy 29 luôn dùng nguyên. Cái này em có 1 ri. Ôm nè. Ôm cái này em có 1 ri. Giờ lên mã mấy rồi? Lên mã số 12 nha.
Chị em mình ơi, lên mã số 12 luôn, dù nguyên chốt mã 123 size SML. Lên áo em bằng đi à. Cái này á, chị ưa thì em chịu lại, vì hàng này hàng trong bộ á. Đi đang mặc con quần này xong về không biết mang cái áo gì, phát luôn con áo này biết thôi. Trong bộ, hàng này hàng trong bộ, xíu này em lên bộ nha. Xíu này em lên bộ để chị em mình chốt nha. Em sẽ đổi qua, lên ít chân váy ok em sẽ lên. Lên 2 ri nữa là em sẽ chuyển qua một ít chân váy để chị em mình chốt nha. Cố gắng tương tác và chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Lên mã này là mã số 12 mà ôm hết rồi. Comment lên mã 12 luôn dùng nguyên nhé. 12, 12, 12. 12 cm chị Miên Bùi. Dạ không, chỉ có cái tấm này lại chứ mấy. Chị Miên Bùi xây lời Thương Nguyễn. Thương Nguyễn nào đây hề? Chị Thương Nguyễn phải Thương Nguyễn cái nhà không phải không? Khoác lên cai ok, còn cái size CS nha, mã 12 size S chút lên luôn dùng nguyên. 12 còn size S thôi, chị nào lấy size S lên luôn dùng nguyên nhá. Nhưng mà muốn nói trước nghe, áo khoác à, ưa áo khoác gì chị ơi. Chốt đơn hơi chậm nha, đừng có là đến lúc ví dụ như ngày mai chưa chốt được, ngày mốt chốt cái ôi hai ngày mua chỗ khác rồi. Ok nha, chị em mình lưu ý nhé. Đợt này chốt đơn hơi chậm thì chưa có nhân viên. Cha lên 2 ri nữa em đây chị em mình trang váy. Nha, đừng có đến lúc chốt đơn là các em ơi chị đi mua chỗ khác đi mệt. Cái này từ 26, 27, 28, 29 lên mã 13. Không bỏ 13 lên 14 đi. Lên 14 đi. Cho lên mã 14. Trinh Linh Thu em không còn. Lên mã 14 luôn dùng nguyên nhá. 10, 12 hết rồi. Chốt mã 14. Comment lên mã 14 luôn dùng nguyên. Này chị em mình nhìn con quần đẹp xịn xò luôn. 14. Ga đẹp lắm Nguyên ơi. Cái gì ta, chị mua ga 79 gì đúng không? Không phải ga 79 hay ga chống thấm. Chốt mã 14, hết mã 12. 14. Một ray ok cho Hiếu Dương luôn. Ok, Hiếu Dương nguyên ray luôn. Ok. Cái này hai ray đó. Mã này hai ray à? Đó, ở dưới nó kìa. Hát mã. Không. Hát mã 14 nha. Ra 85.000 nè. À. Rẻ, đẹp. Đẹp nhất nhối à. Này không đủ ri. 14 em hết nha, 14 em hết rồi. Rồi tiếp lên luôn dùng nguyên con này. Ui trời ơi, dáng boy size gì, size L hả? Cái này chị em là 57 58 nha. Lên mã này mã 15. 15 size L. 15 L dùng nguyên nhé. 15 L lên luôn dùng nguyên này. 125.000 đồng giá nha. Đầu năm là ga cháy luôn. Cháy ga luôn, không có ga để mà bán luôn. Nha, lên mã 15 size L. 15 size L có một cái. 15 size L. 16 size M cho hào hào. Nha, chị em mình nhìn hàng. Sướng chưa? Đấy. 16 size M. 16 M này ba, cái 16 M luôn dùng nguyên. Khách mới có đơn kèm thông tin luôn dùng nguyên nhé, 16 M. Cái này ôm. Ôm. 28. Lên mã 28 nhá. Chị nào 2D 28 chốt 28 luôn dùng nguyên. 125. Lên một cọc ring nữa nhé, xong chị chuyển qua chị em chân váy. Của chị em cho Na Trương. Của chị em chân váy nhé. Còn đấy, còn lại tải. Ok chị Na Trương. 125.000 đồng giá chị em mình xem like, cố gắng tương tác lên luôn dùng nguyên nhá. Đen này em có còn ring. À không phải ring. À cũng SML đúng rồi. SML. Lên mã đen. 28 cho chị Hiếu Dương. 28 chị Hiếu Dương. À 28 chị Hiếu Dương. Đen này em có còn ri. Có còn ri thôi, xin chưa. Đúng một ri thôi. Lên luôn dùng nguyên cái mã này, lên mã chục đi. Chốt mã chục 125.000 SML. Chốt lên 55 nhá. Chị nào gọn 57 thì đấy tình nữa thôi. Lên luôn dùng nguyên chục có đúng một ri 125.000 nha, một ri cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên trẻ mình ơi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này là mã chục 125.000 nha, 125.000 một con. Lên tặng cho chị em mình mã này, chục tay mờ. Ok chị Phương Nhi. Phương Nhi. Em bán tặng cho chị em mình mã này nữa. Chục mờ Phương Nhi hết mờ rồi này. Cái mã này á. Có một chục mờ thôi, còn chục S và chục L. 52 ký cho đi. 52 nó gì gọn là size S. Rồi nha. Còn S với L thôi nha. Cho bà xả cái chip đằng sau này, cho một cái.
chứ tùy Nga nhé. Cái này thì là Nguyên có ít và Nguyên bán tặng luôn, 65 cái không vừa. Hàng này nếu như Nguyên vẫn có hộp, ví dụ như chị em mình tặng ấy, có hộp bỏ thêm 6.000. Chị em mình cần hộp sẽ bỏ hộp. Đang mời hết rồi. Sẽ bỏ hộp. Đang chụp lời cho Hiếu Dương. Sẽ bỏ hộp là cộng thêm là 6.000 một cái hộp nữa. Nhưng mà Nguyên nói thiệt ấy, Nguyên ăn nửa hộp chứ mấy. Vì kiểu gì á? 7 ký mà xem chi đi. 47 lấy xe S thôi. Lấy xe S thôi chị ơi. 47 chứ chỉ cần lấy xe S là ok rồi. Cái này lên luôn dùng nguyên chị em mình. Cái này là hàng chip hạt nè. Hàng này phôm chị em mình đi 65 kg. 40-65 chị em mình mang ok. Và toàn bộ của hắn là hàng kháng khuẩn nha. Cái này thì là hàng có hộp nhưng mà nguyên mà chưa thấy em ship à. Đi rồi chị Nông Phương Lan ơi. Đi rồi, cái này em có rất là ít. Chip này là chip hạt. Cái hộp có hình con hà, cái hàng người ta bán như vậy em 85.000. Nhưng mà 5 cái thôi. 85.000 chỉ có 5 cái nha. Nguyên không tách nam. Tại vì bán lãi quá ít luôn. Ví dụ như tách nam ra nội tiền lai, tiền gói, tiền các kiểu nó không có đủ gì hết. Em đi vậy em xét 10 nhưng mà là hàng em sale. Em đi luôn cho em mình xét này là 109.000 một xét. 10 cái. Nhớ luôn dùng nguyên là cái xét Nguyên chạy luôn cho vậy em là xét 10. Lên luôn những mã này là mã chip. Chip này thì mang bao sướng rồi. Cái mã này đợt trước là đóng hộp đấy. Đóng hộp 10 ấy. Nhưng mà Nguyên thấy so ra bỏ vô cái hộp kiểu gì chị em mình cũng về cũng vứt ra. Thấy tốn thêm 6.000 nữa. Thôi. Từ từ. Không chốt được cái nào chị Linh Hồng chưa chốt được cái nào hết à. Còn nữa em lên nữa. Lên luôn những mã này là mã chip 109.000. Một set 10 nhá. Nhớ luôn dùng Nguyên là chạy set 10 nha chị em mình ơi. Cái này thì em cũng chưa ấp đâu. Em còn ít lắm. Thật ra em chạy con chip cho chị em mình là giá siêu rẻ luôn. Sai chị em riêng con này á. Cái này bà in đi ba. Thôi sẵn đâu ba chốt đi cho chị Phương Nhi một cái. 109.000 một set 10. Nhớ luôn dùng nguyên là Nguyên chạy cái số lượng là 10. Chip bé em không còn size to. Chỉ là size nhỏ. Lên luôn dùng mã này là mã chip 109.000 nha chị em mình ơi. Nha. Hàng người ta đi 85.000 5 con thôi. 79.000 5 con. Cho 79 cho 80.000 là 160.000 rồi. Một cái mã chip mà người ta lãi là Nguyên trên mấy chục nghìn lận. Đấy, chị nào lấy cái này Nguyên chạy toàn chạy số lượng lớn à. Đấy, đi luôn chị em mình mã này là 109.000. Lên ít quần dài. Đuổi xước à, không có chị ơi. Nha, lên luôn những ngành. Cái này sẽ có lặt màu nha chị em mình ơi. Nha, nó tầm 6-7 màu thôi. Không có nhiều màu. Nha, tầm 6-7 màu nhưng mà Nguyên không tách 5. Không có tách 5 nha. 100 thì so ra chỉ có 55 chị em mình so sánh. Chỉ có 55.000 năm cái. Từ từ, loại đó đang dùng. Đây, sướng lắm. Em cảm ơn chị Thanh Nguyễn nhé. Lên luôn những mã chip 109 sao ok. Ok, chị Xuyên lên Hồng nhá. Từ từ, có lên phót sọc à. Phót sọc còn ít lắm, để em lên luôn nha. Chị nào lấy cái này lên luôn những mã này. Cảm ơn chị Liên Phạm nhé. Có người là mua tặng 2 set để dùng. Tặng 2 set để dùng dần 109.000 nha. Chị nào cần hộp, báo Nguyên bỏ hộp và cộng thêm 6.000 nha. Nếu như chị nào cần hộp, bảo Nguyên là bỏ thêm cho chị cái hộp cộng thêm 6.000. Đấy, Nguyên cũng để thôi chứ mà thực tế về chị em mình kiểu gì chị em mình cũng bút. Kiểu gì cũng bỏ ra bút thôi, trừ khi là chị em mình mua tặng thôi. Lê Hiền này có đơn về. Chị nào cần chip ai? Lê Hiền không dám. Lê Hiền ơi, lên thông tin cho Nguyên đi nha. Lên luôn dùng Nguyên chip 109.000, bao rẻ luôn. 109.000 và 10 cái. 10 cái nhé. Rồi ok, em qua. Em qua nhé, cái này em có mấy cái và tặng hết luôn cho chị em mình trên mai. Cái này giá bán tặng nha, chia sẻ nha. Mấy con bao rút bao nhiêu cái quần sọc nha ba. Là xe nhỏ thôi. Chiếc 65 kg này vừa. Được, tới 65 kg. Được nha. Tới 65 kg chị ơi. Chiếc này đến 65 kg, em có từng này con. Vừa lai và đi bất khả hơi lâu nhé. Cái này không chọn màu này, còn mấy cái. Bán tặng nó luôn cho chị em mình luôn. Chứ chị đoàn hàng luôn, đoàn hàng nào đây hả? 65 cái vừa đó chị Bích Văn. Chị đoàn hàng. Chị Lê Hiền ơi, lên thông tin trên like cho em. Cái này em còn mấy con và chị em mình không chọn màu đi cho nó dễ. Size 50. Chúc cho chị nào chia sẻ nha. Không chọn màu thì tầm chục cái thôi. Em bán tặng luôn. Bán tặng luôn, size 50 đổ về nha. Không có size to chị em mình ơi. Hàng thô mềm. Caro, cái này chị em mình mix với những cái áo trơn này. Có cả bo này. Có cả sung nha, em bóc đại. Vì bán tặng rồi. Ok, vì bán tặng rồi. Cái này em đi luôn trẻ mình tặng 35 luôn. Bóc okay, đại nha, có cả là ống sung. Có cả là ống bo.
tặng 35 nốt luôn. Hàng này là hàng sale, hàng nguyên đã sale lẻ ra là 49.000 rồi. Em còn vài con. Hôm nay bán tặng luôn chị em mình, có cả bo lỡ này. Có cả sung dài. Nha tầm chục con, tặng 35 luôn dùng nguyên. Toàn bộ hàng máy rất là kỹ nha, không phải hàng xổm xổm nha. Nha. 2 4 5 cái chị Hiếu Dương. Ok Hiếu Dương. Nha, cho chị Liên Phạm hai cái bóp hai màu. Liên Phạm hai cái bóp hai màu. Chị Thanh Văn Bách Việt là khách mới hay cũ ta? Lên thông tin cho em đi chị ơi. Tặng 35.000 cho chị là thị Trần. Không có dự ơi, dự không có xe to dự ơi, cái này nguyên hết rồi. Cái này lẻ tẻ, này là nguyên bán tặng luôn, không chọn màu, 60kg không vừa. Yến Văn Ông này, chị Hiệp Nguyễn này, chị Ngô Thị Thu Hiền không chia sẻ. Trời ơi, giá này mà không chia sẻ, còn được hai cái thôi. Chị nào lấy phát luôn dùng nguyên tặng 35. Đem mã tặng 35 luôn dùng nguyên là ok. Cái này em có còn ri này. Mã này ri. À không, để bán tặng luôn cái này đó nè. Cái này chị em mình cũng không phát. Nhưng mà Nguyên nói nè, cái này à, không xung không chia sẻ. Chia sẻ thôi. Chia sẻ thôi thì bán gì 35.000 mà không chia sẻ trời. Bán, họ bán có 35.000. Con này lên luôn dùng mã này là mã trung tuổi, sai đến 80. Sai đến 80, nhưng mà Nguyên nói nè. Tại vì à giờ ấy hết rồi chị ơi. Các kiểu caro, các kiểu sọc. Ok em lên giờ đi, xong cái này em đây chị em mình chân váy. Còn cả riêng cả chân váy mà, còn chân váy nhiều đó. Cái này em bán tặng luôn nè. Vì á size nó của nó là hàng này là hàng chuẩn hàng Quảng Châu. Thanh Văn Bách Việt. Dạ. Từ từ, có túi không em? Cái gì có túi chị ơi? Cái gì túi gì? Cái này em lên bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Hàng này hàng Quảng Châu. Cái này là trung tuổi, size đến 80kg. Con này là size 80kg. Chị em mình nhìn hàng là chị em mình. Cái này chắc của nó không quá dài và cũng không mỏng. Vừa phải. Vừa phải. Nha, trung tuổi xíu. Mấy anh thanh niên, à, quên mấy anh mà tầm ba mấy 40 tuổi. Có túi chứ. Cái này là trung tuổi mà ok mà. Đến mua cho bố này, mua cho anh này. Đấy, có túi hết nha, toàn bộ là hàng Quảng Châu. Cái này em đi luôn cho chị em mình luôn. Cái này em bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Cảm ơn chị Lê Diệu nhé. Các kiểu sọc nhé. Các kiểu sọc chị em mình chỉ cần lên luôn dưỡng mã trung tuổi là ok. Kèm luôn dùng số ký nhé. Trong tuổi chị em mình chỉ cần nhìn hàng. Đủ hết xịn sò chưa? Xịn sò chưa? Em đi nốt luôn cho chị em mình luôn. Kèm số ký luôn dùng nguyên 58.000. 58.000 một con như thế này. Nha, không, cứ như lên số ký đi cho chắc chị ơi. Lên số ký cho nó chắc. Em đi luôn chị em mình con này giá 58.000 một em nhá. Bao rẻ chưa? Bao rẻ chứ, cái sọc nó cũng đẹp hết. Nè, Nguyên còn tầm khoảng 30 con. Nên là chị em mình lên trước có trước. Em đi luôn chị em mình giá 58.000 có túi nhá. Có túi nên là trung tuổi mang ok. 58.000 cái này 333 in view đi, in view và chụp lại đi bác. Đến 80kg mà. Con này đến 80kg. Nên là lên cho Nguyên cái số ký là ok. Một quên lộn một hai quên lộn. Cái gì ta? 58.000 đào óc quên đi chán. Nói trước quên sau. Nói trước quên sau 58.000. 58.000 con có sai đến 80. Thôi đừng chọn sọc giùm em đi. Đừng chọn sọc đi. Ok. Cái vừa chắc của nó vừa phải. Mua tặng 3. Ok. Nha, chắc của nó vừa phải, không quá dài, mã không mỏng. Trời này mang cái này quá sướng. Cái tiết này mang cái này quá sướng. Chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng nguyên nhé. Rộng chị ơi, rộng chị Liên Hoàng á. Này chị em mình nhìn này. Chị báo mới hình như hôm bữa có cái ra mà nhắn tin không thấy rep ấy, chưa đi được ấy. Phải không ta? Hôm bữa có cái ra 85.000 này, chưa đi được. Ok, chị Nông Phương Lan ơi, lên cho em cái số ký. Nha, cái này chị nào lên trước có sai. Ô, ra bữa nay in bill không nghe kêu hả ba? Ok. Nha, lên luôn dùng nguyên cái ba mắc gì nữa thì ba vô trên cái ái bên qua bên bếp đấy. Đâu qua được ha. Được chứ mắc gì không? Được mà. Đó, cô Hạ, ở đó Phương Vy, cái like gần nhất. Nha, các chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên, ok nhé. Lên luôn dùng nguyên cái này. À, Hoàng Phạm, ok chị. Em đi luôn cho chị em mình là 58.000. Tranh thủ một phát nha, cái này em còn rất là ít. Tầm khoảng
30-40 cái nữa là hết rồi. Cái này toàn về sỉ không mày. 58.000 nhá. Từ từ. Nó size nhỏ nhất thôi. Nó sẽ có 50-54 vậy. Nó đánh cho hàng dạng hàng Quảng Châu ấy. Nó đánh từ 50-54 vậy. 4 size, 5 size đấy. Nha, em đây là 58.000. Chị nào lấy thì lên luôn dùng đi nhá. Giá 58.000 một em, bao rẻ luôn. Nha, chị em mình tranh thủ mà lên. Rồi tiếp nhá. Em qua luôn cho chị em mình cái gì hồi nãy, chị em mình bảo gì? À, chân váy đúng không? Lấy chân váy nhá. Đâu có. Thấy không? Thấy không? Cái ra của chị là ra 85.000 đúng không? Ra hoa cúc đúng không? Em thấy còn đơn đây mà. Còn đơn đây mà. Lấy lên luôn một mã mẹ nữa ba. Quần bé gái là quần gì ta? Quần bé gái là quần gì? Ok chị Miên quần. Em lên quần riêng đang xe. Áo thun thái chắc cũng không còn đâu chị ạ. Thun thái không còn. Thun thái về được mấy được. Lên mấy chân váy lúc chân váy làm sao phải. Trời ơi đừng nhanh riêng. Từ bóc từ like thôi. Ok đây chân váy đây. Chân váy đây. Cái này em đi đùi. Cái này chị em mình thấy không? Hacker nó bán chị em mình cái quần đùi không mấy tiền. Hàng này. Ok chị Nguyễn Lợi. Ok. Nhìn hàng nhá. Cái này em đi luôn chị em mình nó 95.000. Cái này em còn hai con. Nè, một S. Một S một M, chút 52 thôi. 50-52 thôi. Cái này không có size dự rồi. Con này nó sẽ còn size L trong này dự ơi. Con tầm cho mấy cái nữa để lên nó luôn. Chị Thu Nguyễn ơi lấy gì đó. Cái này có hai cái, lên luôn dụng mã này nhá. Chút mã này lên luôn chung mà S M đi. Comment mã này là mã túi S và M. S chị em mình 50, M chị em mình 52 thôi. Hàng này hacker bán dễ mình con quần đùi không 175.000. 175.000 một con ấy. Nha, hàng này toàn bộ hàng Quảng Châu xịn, chỉ có một con size S, một con size M, lên mã túi S M mà túi S gì Lo Nguyễn 95.000. 95.000. Nha, còn cái size M. Thế thì chị Liên Phạm ơi, còn cái size M này. Cái này chị Lo Nguyễn gì mà sợ chứ, còn cái size M. Còn một cái size M. Hết. À, không, còn cái size M hết size S thì chị kia. Còn cái size M có quần trong hết. Những con nào 95.000, những con nào mà trên chỗ đầu gối chỗ lên là có quần trong hết. Còn cái size M cho 52 nha. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Con này em đi luôn cho em là 89.000, size 55. 89.000 lên mã đen size L. 89.000 và size 55 luôn dùng nguyên nhé. Con này đi 89.000 và size 55. Thì những cái này còn thứ mấy cái rồi này. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. 89 size 55. Nhá, chị nào lấy 89 size 55 chút lên luôn dùm em. Bao đẹp, bao chị sò luôn. Size 55. Chị lấy size M đi, sao tự nhiên đang mang size M chị lại xuống size S làm gì? Không lấy size M đi chứ. Rồi cái này em có một cái, con này là dòng quần thô. Quần thô. Cô Nguyễn bao nhiêu tuổi nha, à bao nhiêu ký. Bao nhiêu ký, lên số ký cho em, cái này em có một cái size 52. Quần ngố còn, cái này em đi luôn chị em mình 79.000, đúng một cái thôi. Quần ngố size 52, đúng một cái, 79.000 nhé. À đây còn cái, size 52 đổ về là chị em mình chút ok, được hai con. Đây, size M đây nè, size M. Hai mang size gì lên size đó, vì bình thường có thể 47 ký như bụng chị to, vậy nhất size lên. Cái này hai cái quần thô này, quần thô dù hình thì hạnh đẹp chưa. Đúng hai thôi. 79.000 nhé. 79.000. Nha, lên mã thô. Con này em đi 79.000 thôi. Nha, chị nào lấy thô còn cái size 52 size M. Nha, chị nào lấy thô 79 comment lên thô 79 cao luôn dùng nguyên nhé. Quần thô. Cái rõ mã là quần thô dùng nguyên này. Ui trời ơi. Ui ba ơi. Kiểu chi trời. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên trắng dùng nguyên. Cái này có một cái. Giống cái quần kem thì đầu ấy. Nè, xin chưa. Quần váy, con này quần váy hai lớp nhé. Quần váy hai lớp, size M. Size M, size 52, 55. Không, tùy, ví dụ 47 ký nhưng bụng chị to. Bụng chị to, chị hai mang size M thì cứ nhất size M đi. Con này size M, cái này con cái này đi chị em 85.000. Lên mã trắng M 85 con cái. Chị nào lấy trắng M 85 chút lên luôn dùm em nhé. Trắng M 85. Chị nào lấy trắng M 85 lên luôn dùm nguyên. Từng mã chị ơi. Cho bà xã mừng cái điện thoại chia sẻ lại phát. Chưa chia sẻ về trang cá nhân luôn ấy.
chưa chia sẻ. Ui trời, size L. Rồi đó, cho hạt ra. Cái này size L này chị em mình nè. Cái này cũng là size XL, em có một cái thôi. Comment mã này là mã XL nhé, một cái duy nhất. Size 60 là chị em mình chốt ok. Nha, lên mã XL. Chốt XL dùng nguyên có một cái thôi. Ai là XL lên XL dùng nguyên nhé. XL có một cái duy nhất. Nha. 85, ơ quay lộn, 89.000, 89.000. 89.000 size XL. Đang không? Khỏe rồi chị ơi. Phải mấy bữa rồi không có nhân viên. Không có nhân viên mà làm nên là không có dám like. Nhưng mà ở không biết chán quá. XL rồi. Ừ. XL cho Anna Lê. Hello chị Ngô Mỹ Quý. Hello chị Mai Cỏ. Lên mã túi xây đây. Xây mờ. Xây mờ. Xây 52. Ai xả? Anna Lê. Nè. Cha cầm lộ. Ok. Xây mờ, xây 52, con này xinh nông. Xây 52 nhá. Chị nào lấy cái này lên mã xếp ly 89.000 đi. Xếp ly 89, chị nào lấy xếp ly 89 lên luôn dùng nguyên. Chị ơi, đến lúc chút đơn chị báo lại đi. Em bỏ vào trong máy hết rồi giờ chị. Bỏ lại rồi. Con này chăn váy da 89, chị ơi, 95 tùy mã da. Chị mang vừa. Được, ui trời, xếp lờ. Nè, phải hàng chị em mình đi mua mấy tiền 200 mấy mới có con chăn váy da này đúng không? Em đi chị em mình 95.000 size L. Thay chị em mình đi hàng 60kg. Nè, cái này thì hàng có up lên trang cá nhân. Con này chăn váy da size L. Có một cái chăn váy da size L đúng một em duy nhất. Chị nào lấy váy da size L lên luôn dùng nguyên nha. Váy da size L. Chút váy da size L dùng nguyên nha. 95.000 một em. Da cho dự. Da cho dự. Da size S nữa nè. Da size S. Da 95 nha. Chị nào lấy da size S lên luôn dùng nguyên. Da size S nha. Trời ơi, con này cưng quá. Da size S. Bắt con chân cái da nè. Da XL hết rồi. Còn da size S. Toàn bộ ở trong có quần nha chị em mình ơi. Tại vì mang ở trong cái quần nữa nên là hơi bị cộm xíu. Sao chị em mình 50, 52. Chút 50 đi. Em kéo luôn cho chị em mình xem cái con chân váy da này. Đẹp lắm luôn. Ở trong có quần hết nha. Nên là chị em mình cứ yên tâm này. Cái này có con size S, size L. Size L đang không? Cái này 50, 52. Chị nào mà gọn lên 52. Đây này. Đấy, mang ở trong con quần sọt nữa đó. Đây luôn dùng mã chân váy da. Cái này có 1 cái 90... Ôi, còn cái một tiếng lên. Chút 50 đi. Da rút à. Đây chị Dạ Văn Nguyễn. Đây còn một con tiếng size S nữa nè. Một con tiếng size S 95.000 con này nha. Đấy chị nào lấy cái này đây. Da là 95.000. Đây có một con một tiếng size S. Không lẽ là chừa hết lại. Lúc mà đi mua giá cao lắm chị em ơi. Nè size S size 50 đổ về. Một tiếng con này xinh chưa. Size 50 đổ về. Cái này chị Văn Nguyễn rồi nè. Ok chị Văn Nguyễn. Em rút bộ. Rút bộ đồ để lên cho chị em mình luôn. Rồi ok. Đấy. Có hai con này quần sọt hay sao màu cổ bị. Còn một cái xe ép màu tím tiếng lăm chị nào lấy chốt. Cái này em có 3 cái. Màu này đẹp. Màu cổ bị. Em thì nó rất là bình thường. Xinh chưa? Nè, thấy giờ mới vừa hết xong. Nè, chị em mình nhìn nè. Cái này thì em đi luôn chị em mình 79.000. Con này cực xịn, size 50 79.000. Bây giờ hot girl nó chạy chị em mình con này bao nhiêu tiền? Mấy trăm mấy không? Trăm rưỡi, trăm sáu không? Đấy, có một con thôi, size 52. Lên mã xanh, size M. Size 52. Xanh M, size 52. Chị nào lấy xanh M, comment xanh M luôn dùng đi nhé. Xanh M. Rồi nhá, xanh M, chị nào lấy xanh M, chị Đặng Lina, cái này size 55, 57. Cái này size 55, 57. 79.000. Cái này 55, 57. Lên mã lưng thun size 55, 57.
lưng thun 55 đi, chốt 55 đi chị em mình ơi. Lưng thun thì là mang nó thoải mái hơn xíu, chốt đi 55. Lên mã 55 79.000 đấy, màu xanh này chị em mình biết màu trắng đẹp lắm. Biết con áo màu trắng này rất là đẹp. Nha, chị nào cái này là 55 kg đó sao? Cái 55 57 kg được hai con. 55 đi, chốt 55 đi. 55 cho Lê Diệu. Chị em mình nhìn hàng. Nè, biết cái con áo màu trắng này lên sát đẹp chưa? Đấy, phải mua hàng hot girl người ta bán cho chị em mình giá quá là cao đi. Nó lên còn trăm mấy mà chị em mình comment thấy ngợp luôn. Nha con cái, 60 không được chị ơi. À từ từ, áo có cổ nữ còn không? Còn chị ơi. Còn cái xe 55. Xe 55 đó. Xe 55 đó. Cái hai cái ngay chân không xả được kìa. Hai cái màu xanh nhỉ. Đấy. Đó. Lên mã 55 cho nó rõ mã nha chị ơi. Đúng mã 55. Lên mã 55 tí bao nhiêu cho nó ok nhé. 79 nghìn thôi. Con nói em đi chị em 79 nghìn nè. Cái này ôi trời ơi, một cái size S này, quần thô mềm, một cái size S, một cái size M, ba cái size M. Lưng thun cho chị Ngọc Nguyễn. Cái này 1S và 3M, một size S và ba cái size M nhé. 79.000 thì chị em mình nhìn 79.000 nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã số 4, 1S và 3M, cứ lên lại luôn, lại dùng nguyên thông tin đi chị ơi. Lên luôn dùng mã số 4, 1F và 3M. Em có nha. Nha. Đây, CM đây nè. Nè, CM. Gì chứ hồi nãy xem rồi. 79.000, lên mã số 4 đi. Chúc mã số 4 dùng nguyên nhá. Một cái size S nha và ba cái size M chị em mình 52. Lưng thun hết rồi. Còn lưng thun chị nào, chúc đúng mã là mã số 4 dùng nguyên. Size S cho Út Trương. Size S cho Út Trương. Coi nó size gì đó. Ok, còn ba cái đây. Cái này size S này. S Út Trương còn ba cái size M. Mời cho chị Kiệm Nguyễn, lưng thun em hết rồi. Chị Ngọc Nguyễn có rồi đấy. Mời cho chị Huỳnh Thị Hạnh luôn. Còn size M thôi. 79.000. Còn cái size M thôi, chị nào lấy phát luôn dùng nguyên nhé. Còn đúng cái thôi. Ai chưa có thì lên luôn dùng nguyên. Xong cái mã này em lên luôn chị em mình cái này. Bây giờ tự mã này em còn ít, chị nào chưa sang được cái mã này thì phát. Quyên nói là lên cái gì up lên khách, riêng cái mã này up lên khách nào cũng thích bác. Ôi cái bộ này nó sướng, cái bộ này nó rẻ, bộ này nó rẻ. Ra em còn xíu em lên xong. Còn cái size M. Ra em còn, ra cũng quá rẻ đúng không chị em mình ơi. Ra thì giờ em lên ra trong thấm thôi, còn ra kia em đang hết. Vài hôm chị em mình mua trời nóng thì chị em mình mua lụa Thái mà dùng đấy. Và em đang về cho chị em mình cả chiếu cao su non nha. Đang về chiếu cao su non để mà nằm mùa hè cho nó sướng. Em lên luôn cho em mình mã này nha. Cái này thì em có size đến giờ còn đến 62kg thôi. Đến 62kg. Mà bố em hết rồi. Bộ dài ha. Từ từ. Hình như xóa bóc cho bà xóa. Bộ dài nó hình như là có bộ ngố. Không biết có bộ đại hay là không. Về rồi đấy. Về 2-3 ngày rồi mà cũng không làm biến hấp lên. Áo thun từ từ. Bộ mà có hình chiếc dài ấy sao kìa. Về bữa giờ luôn mà quên mất tiêu. Để mình sẽ coi sao gì. Ok có đấy. Từ từ chạy. Đưa mình sẽ đi. Máy màu đó. Máy màu. À, tới 28kg thôi chị ạ. Tầm 28kg thôi. Ok, để đó mình sẽ lên luôn. Trời, cái bộ này phát liền luôn. Mua cho mẹ bộ. Mua cho mẹ mình bộ. Mua cho mẹ chồng bộ. Toàn bộ cái này lanh nhung nhất, size đến 62 cái mà nhiều màu đẹp lắm. Cái này chị em không chọn màu nha. Tối nay có thun nam luôn. Bộ mẹ có quần dài à, quần dài chứ cũng không còn chứ, còn quần sớ à. Ở đây như bộ này quần dài, nói chung là nó đang xen trong em bán chung hết luôn. Giờ đi phân ra, thật sự là nhập những cái bộ quần này thì là giá cao hơn nè, nhưng mà thôi giờ bỏ chung vô, nó cũng không phải là dài lắm, nó như thế này nha. Em đi luôn chị em mình mã này, lên mã tặng mẹ luôn dùng nguyên. Chút từ 55kg đổ lên tới 62kg và không còn size nhỏ hơn, không còn size to hơn. Rất giờ xả miếng nước ấm đây sao. Em đi luôn cho chị em mình bộ này với giá là 89.000. Chị nào lấy cái này lên mã mẹ luôn dùng nguyên kèm số kế là ok. Mua ít nhất một bộ 55kg chị ơi. Từ, ok. Mua ít nhất một bộ. Mua cho mẹ mình bộ thử có ok không. Đẹp mua thêm cho mẹ chồng bộ nữa. Không mua bằng luôn 4 bộ. Cái này em nói là trái khách hàng luôn. Về đợt nào nè, chị em mình nhìn hàng. Cái này toàn bộ lanh nhung nhé. Lanh nhung, 89.000. Riêng tiền công may không đi ra mẹ mình đi ra mua à.
đi ra mai là trăm mấy một bộ. Nhiều khi nó không lên form dáng đẹp như cái bộ này. Chị em mình toàn cái màu sang thôi. Nha, bóc cho xã bộ mẹ nữa xã. Vài bộ mẹ nữa cho khách thấy cái họa tiết đẹp lắm luôn. Em đây luôn chị em là 89.000 nha. Giờ đừng có chọn quần dài giùm em đi, không có 70. Em còn lá tả vừa quần sớ vừa quần có 9kg à? Không 9kg là mấy ký? Nha, lên luôn dùng mã này là mã tặng mẹ, kèm luôn dùng nguyên số ký. Kèm số ký luôn dùng nguyên, em đây luôn trẻ mà 89.000. Nhớ luôn dùng nguyên cái này, chất liệu của nó là lanh nhung. Lanh nhung nha. Hàng này người ta nếu người ta may sẵn ra bán cho toàn là trăm mấy nghìn một bộ, 45kg sẽ hơi rộng. Từ 90kg không có, em chốt từ 55 đổ lên đến 62kg cũng hết size to rồi. Nha, 55 đổ lên toàn là màu sai không chị em mình. Tóc đại nè, lên mã nè. Chị cứ lên cho em chính xác cái số ký, không cần lên mấy, lên 2x, 7x gì hết. Cứ lên cho em cái số ký là ok nha. À, lên luôn dùng nguyên cái này. Cảm ơn chị Hà Trần nhé. Một cái lộn 89.000 thôi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã bộ mã 89.000 là ok. Kèm luôn dùng nguyên số ký nhé. Bộ này bao đẹp luôn cho chị em mình luôn. Chốt mã này là mã mẹ, kèm luôn dùng nguyên số ký. Phát luôn hai bộ. Em nói thiệt đấy, phát luôn hai bộ đi. Ok chị Nguyễn Dung. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã mẹ là ok nhé. Comment mã mẹ là ok, kèm luôn dùng nguyên số ký. Nhớ phải có số ký chứ không có số ký là không biết đường chốt cho em mình này. Rồi ok chị, 45kg hơi rộng, 50kg cũng rộng. Chị hai bộ, mua hai bộ lẫn ra hả? Còn thì bóc cũng hết thôi nhé. Cái này còn thì bóc hết, đẹp chưa? Chị em mình nhìn hàng. Nói chung là cái gì mà hàng gì mà được, ví dụ hàng sang được hàng sale là nguyên tấm tút hết ấy. Cái gì mà vừa đẹp vừa rẻ là em tấm tút hết ấy. Thì chị em mình nhìn lên luôn những mã mẹ nhé. Không chọn đó chị Miên Bùi ơi. Không chọn nhé. Còn size gì em bóc size đó nha. Còn cái họa tiết này, nói chung là cái nào nó lên nó cũng sang hết. Chị ơi gọn vừa. Gọn thì vừa. Chút ít số 2 cho nó thông thả, còn gọn vẫn vừa. Em đi luôn chị em là 89.000 một bộ thôi. Nên là chị em mình tranh thủ bao rẻ luôn, bao đẹp luôn cho chị em mình luôn nha. Tự tin đây, cái bộ dài. Bộ dài như còn hai màu. Bộ dài bé đây nè. 43kg rộng. 43kg rộng. Nha, từ 55kg đổ lên, cố gắng chia sẻ dùng nguyên chị em mình ơi. Từ 55kg đổ lên chốt đến 62. 62 là ok. Thế bà in ba ghi bộ mẹ trên trang cá nhân nhá. Ok nè. Đấy, chị nào lấy bộ mẹ lên bộ mẹ luôn dùng. 45kg là rộng nhé chị Ngọc Lan ơi. Nha. Chị Thu Nguyễn ok rồi nè. Ok chị Nguyễn Dung rồi nè. Nha, chị nào lấy bộ mẹ lên bộ mẹ ok chị Yến Văn Ông này. Cho chị Huỳnh Hồng Nhung nè. Ok chị Ngọc Nguyễn nè. Nha, chị nào lấy bộ mẹ chút lên bộ mẹ luôn dùng nguyên nhất. Ok chị Hồng Na Bùi này. Lâu mới thấy chị Hồng Nam có lá ép. Không có 70kg đó chị ơi. Cái này có size cũng là size nhỡ. Size cho bé nhà mình từ 18 đến 28kg. 15 đến 28kg. 15 đến 28kg. Này chị em mình nhìn này. Toàn bộ là chất có tông tàu. 18 đến 25 nha. Này. Bộ này là bộ ngố. Hôm bữa là bộ đùi. Này, size của nó là size nhỏ nhất. Ừ, cưng chị em mình ơi. Bộ bé nha. Cưng chưa là có tông tàu hết nha. Cái này thì chị nào lấy trước có size trước. Bộ này là bộ ngố nha. Có hai màu, màu đỏ và màu trắng. Và dây của nó là dây thiệt luôn. Xếp chip 109 cho Hồng Na Bùi luôn. Ok. Này chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên này. View ít thế. Ráng chia sẻ lên luôn dùng nguyên đi. Cố gắng chia sẻ. Nếu view ít thì em sẽ chuyển qua chạy cho em mình hàng lẻ nha. Chạy hàng lẻ nha. Rồi em lên luôn cho em mình mã này. Sale hàng lẻ. Mã này em đi luôn cho chị em mình luôn. Bộ size nhí là quần đùi á chị Trương thì Hồng Linh. À, còn size đến tầm 16kg, 59.000. Còn bộ này là bộ ngố, bộ này bộ size nhỡ. Bộ ngố nhá. Ok chị Văn Nguyễn rồi. Cưng chưa? Hai màu phát luôn hai màu hai bộ đi. Hai màu hai bộ lên luôn dùng nguyên đúng mã là bộ dài dùng nguyên. Không có vàng, hết vàng rồi. Nha, lên luôn dùng nguyên bộ bé, kèm luôn dùng nguyên cái số ký. Em đi luôn chị em mình bộ này giá 79.000 bộ. Nè. Mua con áo này không có tông tàu đã hơn cái giá này chưa chị em mình ạ? Chả có tông tàu nha.
Không có 70kg đó chị Lê Diệu ơi. Bộ 85, từ từ. 4 bộ mẹ, 2 bộ 85. Hồi nãy giờ em không có cái nào 70kg với 85kg hết. Mã này có 2 màu. Em đi luôn chị em mình 79.000. Bộ dài, cái này quần của nó là quần ngố nhé, 79.000 một bộ nha. Lên luôn dùng nguyên kèm số ký. Lên mã dài kèm số ký luôn, dùng nguyên là ok đi. Dài kèm màu kèm số ký nhé. Đấy nha, mai bà nhẹ mất size sao, chị nào lên trước có size trước. Dài kèm màu và kèm số ký lên luôn dùng nguyên với giá em luôn. Còn chị ơi, còn quần riêng, còn quần riêng. Size nhỏ hơn thì chị chuyển qua cái bộ bộ đùi. Bộ đùi là size đến 16kg. Thế hồi nãy giờ em lên toàn đồ người lớn, giờ mới chuyển qua đồ bé xíu lại hỏi đồ người lớn. Nãy giờ toàn bộ đồ người lớn không à. Bộ ngố nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã dài. Em sẽ tắt cái like trên trang cá nhân nha chị em ơi. Chị em mình chuyển qua trên bếp luôn dùng nguyên nhá. Chị nào đang xem cái like trên trang cá nhân chuyển qua bếp dùng nguyên. Chúc cho nó dễ, lỡ rồi. À, đây cái này bên lỡ like trên trang cá nhân cuối cùng là không có ấy được nha. Em đã like rồi, chị chuyển qua chị em mình ở trên hậu, ở trên trang cá nhân chuyển qua trên bếp luôn dùng nguyên. Nguyên chị em mình lướt lên trang cá nhân có chia sẻ về á, qua nhá. Để em tắt cái like trang cá nhân đi, like một cái cho nó khỏe. Bộ bé chị ở bộ bé có size đến từ 18 đến 28 kg nha. Nguyên tắt cái like trang cá nhân chị em mình chuyển qua trên bếp luôn dùng nguyên nhá. Ok không hả? Chị nào lấy mã dài kèm luôn dùng nguyên màu và kèm luôn dùng nguyên số ký là ok. 79.000 bộ là bộ có tông tạc nha. Em tắt cái like trang cá nhân chị em mình chuyển qua trên bếp dùng nguyên nhá. Trai em có, trai em có, trai có nhé. Đạt được chưa? Lên nhé. Chị nào lấy cái này thì cứ lên luôn dùng mã nào mã dài. Ôi bộ này xinh thế. Mà chị em mình chút chậm phí thật sự luôn. Bộ ngố size cho bé nhà mình từ 18 đến 28 cái là có size. Em đây luôn chị em mình là 79.000 một bộ như thế này. Nha, bộ này xinh mà, bộ này bộ chất có tông tàu đấy. Ai lấy cái này thì lên luôn dùng mã bộ bé. Chất có tông tàu nhé chị em mình ơi. 79k. Ai chưa có cái nào thì lên, kêu cũng ít hè. Yêu ít đi. Nha, 79k. Ai chưa có thì lên cái mã này luôn dùng nguyên. Yêu ít em sẽ lên sale cho em mình hàng lẻ nhé. Nha, giờ mà yêu ít thì em sẽ bắt đầu lên sale hàng lẻ, tương tác lên dùng nguyên xíu cho em mình luôn. Riêng cái gì hàng lẻ em sale, em sẽ chốt cho những chị nào chia sẻ đó. Nha, đây là cố gắng mỗi chị em mình vô trên like, chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhé. Mỗi chị em mình vô trên like, trong xin một vài lượt chia sẻ đi về trang cá nhân. Ok màu đỏ cho chị Nguyễn Hữu Ngọc Anh. Nha, yêu ít quá chưa tới 100 view. Nước cái ly kìa. Tương tác lên xíu nha chị em mình ơi. Ok chị Phương Nhi. Rồi lên bán tặng những cái mã này. Em lên chị em mình úp một ít tóc phun này em bán tặng nhé. Tặng nha, giá này giá tặng, cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Dày, không có 40kg em không chị ơi. Ôi, chịu ít thế thì. Cái này em bán tặng nót luôn chị em mình một ít tóc phun. Cái này toàn bộ hàng cốt tông đẹp phun to. Hello chị Diệu Hồ. Cốt tông đẹp phun to, ôi con này là body, con này bị dơ xíu. Con này bị dơ xíu, này bán tặng nhé. Quần riêng em mới mới lên sao. Con này phông to, phông 60, body dài. Con này body dài. Comment mã này là mã tặng không đồng nhé. Bị dơ xíu nè. Nha, view ít thì em sẽ lên hàng lẻ và cố gắng. Hàng lẻ, hàng xe em chỉ chốt cho những chị nào đang có logo người chia sẻ thôi. Nhá, chị nào lấy lên mã này là mã tặng không đồng dùm đi. Không đồng nhá. Chị mình gom đơn thì ngày mai có thể là chưa chút đơn đâu. Con nó bị dơ xíu lên không đồng. Nha, ngày mai có thể là chưa chút đơn, chị mình gom đơn lại nhá. Chị Bông đang có đơn không? Ui trời ơi, chắc này chị em mình. Phôm này phôm vừa nhá. Chúc cha chia sẻ. Con này toàn bộ phôm vừa chị em mình nhìn chắc này. Cái này là rip rồi. Size 60 vẫn mang ok. Màu đậm màu nhạt. Màu đậm màu nhạt nhá. Tao bóc đại chị em ơi. Thằng 39.000 luôn. Này, chị em mình nhìn chắc luôn dùng nguyên. Riêng áo thun thì nhà nguyên bao cho chị em mình về chắc rồi. Này, size 60 ok luôn. Em đi luôn cho chị em mình cái này. Ai mà lấy 40 một chiếc đây. Em đi luôn chị em mình con này luôn. 39.000 hai con hai màu. Hai con hai màu cho chị Huỳnh Thị Thị Hạnh. 3 cái mới thì lâu mới thấy ti ti. 39 cho ti ti. 3 cái.
Ok đi tay ba cái. Rau ngày xế lên luôn dùng nguyên cái này nhá. Thằng 39.000 làm sao mua được. Bữa nay không có, không tìm rau tu hàng 3 thì dạ mình đi nhập không ra hàng 3 nha. Cho chị Huỳnh Hồng Nhung cái còn 3 cái này. 39.000 một em thôi. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhá. Hết mà không là không đồng là chỉ khi là nó dơ một xí bán sẵn. Cho chị Yến Phạm thì hai cái hai mà. Hai cái hai mà nguyên còn cái. 39.000 còn cái nhá. Cái này là sót một mã bộ. Cái này em bán tặng chị em 79.000. Bộ có trong tàu là Yến Thầm thì hai cái. Còn cái nữa chị nào phát phát luôn. 39 giày kiều mến. Lên thông tin cho em nha. Lên thông tin cho em. Bộ này bộ có trong tàu 660. Có một bộ duy nhất lên mã 79 luôn. Cho nó gọn kho nha. Chị ý chị em sẽ lên hàng. Chị kiều mến thôi, lên thông tin cho em. Hai bác của chị có màu xanh nữa nè. Chị cái màu xanh nữa nè. Ok kiều mến. Rồi nha. Lên mã này là mã 79K. Size 60. Bộ này là bộ có trong tàu nha. Được bộ thôi. Chị nào lấy cái này lên mã 79.000 cây đặng ly nha. Đặng ly nha. Ui trời ơi, làm sao những cái này em bán 39.000 đi. Cái mã này là mã xanh ngọc. Xanh ngọc có 3. Hai xanh cho TT, hai xanh em bóc hai. Hai xanh nào? Hai xanh này. Xanh cố này. Ok TT. Lên mã xanh ngọc. Xanh ngọc. Lên cả địa chỉ trên line chị em mình nhìn chắc. Nhìn chắc này. Nó là có tông tàu mà ngang nó co giãn nhiều như là Boris luôn. 39.000 nha. 39.000 cho nó vui. Mùa này mang những con này sướng nha. Con này có 3 con, lên mã xanh ngọc có 3. 39.000 con, lên đỏ mã cho em là xanh ngọc 39.000 nhé. Đấy, chị nào lấy xanh ngọc, lên xanh ngọc có 3 con xanh ngọc. 4 con xanh ngọc. 4 con xanh ngọc. Chốt một cái áo để đổi hôm trước cho chị nhé. Chị ơi mai báo thì vợ nam mùng 1 bạn ký giùm em đi. Ok nhé, xanh ngọc Yến Phạm Thị, Bùi Thị Yến. Bộ đen hết rồi, cho mã xanh cốm. Đây mã xanh cốm. Xanh cốm có 3. Xanh cốm có 3, hai cái này hai kiểu khác nhau. Đây mã cốm luôn dùng nguyên. Ngọc còn không sao? Có chị Diệu Hồ. Rồi lên luôn dùng mã này mã cốm dùng nguyên. Ui giời ơi, chắc này. Chắc này. Chắc chị em mình nhìn. Con này không không có giỏ lắm tầm khoảng 55 57. Cốm đi tê. Nhá. Có 3 con cốm. Ba con cốm. Cốm này. Cốm này. Còn con cốm nữa nè. Anna lên. Còn cốm này khác em sẽ tách ra là cốm nơ. Cốm kiểu nhé. 39.000 gọn luôn. Cốm nơ kiểu nè. Ừ, con này. Còn một xanh ngọc nha. Cái này mua về cho bé như chị em mình không? Trong bào nè. Đấy. Lỗ tẹp luôn. Hết rồi. Chiếc từ từ. Đây mã này là mã dơ luôn dùng nguyên nhé. Chút mã này là mã dơ nhé. Chị nào lấy cái nào. Nơ này bị dơ rồi, lấy mã không đồng nha, bị dơ cái phần tay này chị em đi trong bao đó, mua về cho bé nha, lấy mã không đồng. Chị nào lấy không đồng, nên đâu có biết được hàng y trong bao chứ chị Yến Phạm Thị trong bao á, chị em mình nhận hàng mình cho chị em mình kiểm tra hàng hết nha. Từ từ, mình có xanh ngọc không bạn? Có gì ta? Hay chị em mình mở ra kiểm tra hàng, vì từng cái này mình không thể mở hết, mỗi cái like em mở hết từng cái, cả mấy trăm áo thì không thể mở hết ra từng cái được. Này nó là nhận hàng cho chị em mình kiểm tra hàng, có vấn đề thì gọi nhà nguyên bao đổi. Thấy không đồng cái nhiều chị đừng có mới vừa nhận hàng xong cái nói nè, ư nhận hàng mua áo mới về mà sao vẫn dơ như thế này, không phát hiện được chị em mình. Đây mã trắng luôn dùng nguyên nha, lên trắng luôn dùng nguyên tặng 39 luôn. Các kiểu, các hình nhá, các chữ nha. Các chữ lên mã trắng 39.000 nha chị em mình nhá. Cho chị em mình kiểm tra hàng hết, trường hợp lỗi bao đổi nha. Đấy, lên luôn dùng nguyên cái này, chốt mã này. 39.000 trắng. Từ từng này con màu trắng. Nhá chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. 39.000 trắng gọn luôn cho chị em mình luôn. Lan Anh Nguyễn. Nha, gọn luôn cho chị em mình 39.000 trắng, quá rẻ luôn. Nha, ok chị Lan Anh Nguyễn cho chị Trà Loan Hồng. Nhá. 39.000 trắng, trắng cho chị Huỳnh Thị Hải. Đây là bộ thun thái. Bộ thun thái đang còn sót bộ cho chị Huỳnh Hồng Nhung. Huỳnh Thị Hạnh 39. Chị em mình tương tác lên luôn dùng nguyên xíu nhé. Nhá, cố gắng tương tác lên luôn dùng nguyên xíu, thả tim, thả like gì. Cho nó nổi bài lên xíu. À, từ từ. Nguyên có lên bộ không phải có chứ. Bộ nhiều nhưng mà bữa nay kia cũng ít. Nha, chị nào lấy mã này lên luôn dùng mã trắng 39K luôn dùng nguyên. Cái này có một bộ thun thái này. Giờ mới coi like à. Có một bộ thun thái này. Cái này em đi chị em nắp 79 luôn, size 60. Thái, Mỹ, Phương, Thái nhá. Thái có một bộ này.
Chị nào lấy Thái? Bán cho Barber. Barber lên thông tin cho em đi. Lên mã này là mã Thái. 79.000 knot luôn. Quần tay em có, quần tay có rất là nhiều. Nhưng mà cứ thông thả cho em vì em vừa like, em vừa đi bốc hàng em like. Đấy. Nhớ chị nào lấy cái này lên luôn dù nguyên nhá. Em đi luôn cho chị em mình cái này là Thái chị Nguyệt Ánh Nguyễn. Ngắn. Cái máy bộ này em lấy tặng luôn. Thái cho Nguyệt Ánh Nguyễn. 4 bộ thôi. 4 cái váy. Mua, cái này mua nhá. Hàng Vera này. Hàng này hàng thương hiệu rồi. Có 4 cái thôi. Em đi luôn cho em mình nó 65.000 luôn. 65.000 con váy luôn. Cái này có ngực nhá, hàng Vera nhá. Từ từ chị Anna Lê có đơn rồi phải không? Nè, chị em mình nhìn này có 4 cái thôi, size 60. Nha, em đi luôn chị em mình con này 65.000. Trời nắng này mang cái này mang ngủ bao sướng rồi. Hàng này toàn hàng trăm mấy đó chị em mình. Lên mã váy có 4 cái thôi. Thái em hết rồi. Nha. 4 cái váy này em đi luôn chị em mình 65.000 một con, toàn bộ là hàng có mốt hết này. Xịn sò. Nha, có 4 con thôi, lên mã váy. Ok, quần ring em lên đang sen đó. Nãy giờ em đi đang sen thôi. Nha, có 4 cái chị nào lấy váy lên váy luôn dùng nguyên tặng 65.000. Hàng Vera nhé. Đấy, chị nào lấy lên luôn dùng nguyên cho nó gọn. Được chưa? Cái này có mấy con em tặng nó luôn. Quần ring em còn được vài ri thôi. Váy xinh đấy. Váy xịn đó. 1 2 3. Này toàn xé à. 4. 5 con xé. Cái này 5 con xé. Lên mã tặng đùi size S, size chị em mình 50 đổ về. Cái này thì không cần phải quảng cáo nữa nhé. Size S, size 50 đổ về. Áo Quân đang mang là nguyên bộ. Xíu này em lên nguyên bộ nha. Em lên nguyên bộ cho chị em mình luôn nha. Rồi cái này size S, lên luôn dùng mã tặng S. Tặng 39.000 luôn nha. Cái này có mấy con thôi. Đi cho nó gọn nha. Size chị em mình cả tặng người như nguyên 50kg và eo của chị em mình. Eo nguyên bữa nay chắc cũng lên 72 rồi. Ăn nhiều quá lên 72 rồi. Nè, size S này. Đây luôn giữ mã này, tặng 39.000 luôn nha. Có từng này con. Còn size S thôi nha. Đấy, 39.000. Có được từng này con này chị em mình ơi. 5 con thôi, tặng 39. Cố gắng chia sẻ lên luôn giùm em nha chị em mình ơi. Nha, 39.000. Được chưa, có mấy con thôi. Cho nó gọn kho thôi. Chị nào lấy cái này lên mã tặng 39 luôn dùng nguyên là ok. Nha, cố gắng xem like tương tác lên luôn dùng nguyên xíu để biết là chị em mình đang theo dõi cái like. Đấy, không có xây mờ hết sần xanh rồi chị gọn từng này cái nên gọn giá này thôi. Cho chị like Trần Thiện con. Ok, còn mấy con, chị nào lấy lên nhé. Nha, cố gắng lên luôn dùng nguyên. Ui, cái này em có một cái xe nè. Thôi lên luôn, 39.000 luôn. Đen 39 luôn. Đen tặng 39 luôn. Đen tặng 39 xe F luôn. Nha. Và xe L, xe 55. Còn đen 1S, 1L tặng 39 luôn. Làm sao mua được hàng này, hàng chạy 69k đó. Đen 39 cho Việt Anh. Nha, đây này. Còn một con size L. Đen 39 size L, lên rõ mã cho em, lên rõ size cho em, 39 size L. Nha, chị nào lấy 39 size L, comment lên luôn dùng nguyên 39 L dùng nguyên. Ok, cảm ơn Suka. Size L là size 55 đó. Hết rồi, hết đen rồi. Rồi tiếp còn mấy cái quần riêng em lên nó và em chuyển qua chị em mình mã bộ nhé. Cái quần dáng boy, con này quần dáng boy. Con này là dáng boy nha chị em mình ơi. Áo có cổ sao em lên rồi. Em đã lên lúc nãy rồi. 58.000 kèm size cho em là ok đó chị ạ. Mã đằng sau là 58.000 kèm size là ok nhá. Rồi tiếp luôn, cái này em có thằng ri. 3 size thôi. Mã này em đi luôn cho em mình là 125. 125 nhá. Đây, lên nót luôn mấy cái quần ri. Quần này quần dáng bơ SML ta sao ôi xinh quá. Mã nào chị ơi? Đen em hết rồi chị Huỳnh Thị Mai ơi. Lên luôn dùng nguyên cái này có một ri thôi. Lên mã này là mã 67. Kèm luôn dùng nguyên cái size là ok 3 size SML. Ấy chị em mình 50 52 M 55 và áo 58 này ba, cái chị Huỳnh Thị đi ba. Áo này là chị em mình không có chọn nhá. Lưu ý luôn dùng nguyên. Nó kỳ nhiều cái sọc rồi. Nhiều sọc lắm. Áo này là áo trung tuổi. Nha, áo trung tuổi. Quần size L cho chị Kiều Mến.
sọc có size viên xe nè, lời kiều mến nè, ép cho đặng ly nam, ép cho đặng ly nam rồi, ok viên còn cái size M nha, size M size của em mình là chiếc 52 năm dọn 55, còn size M à, còn size M thôi, mã 67 size M, còn cá có 125.000 khách xe chị ạ nha, còn cá size M, M cho chị Xuyên Đinh Hồng lên thông tin cho em đi, Xuyên Đinh Hồng có đơn chưa, chưa có đơn thì lên thông tin cho em nhé. Rồi ok tiếp cái này ri khổ thứ em còn ri thôi chứ mấy sao chị mới trẻ mình mã bộ nhé, bộ bộ cũng nhiều rồi nha, chốt tiếp luôn dùng nguyên cái mã này, còn em mã này là mã 05 kèm size 36 SML, chốt mã này là mã 05 kèm size lên luôn dùng nguyên nhé. Ôi giời ơi dán boy xước, đơn giản con này đơn giản dễ mang nha, lên luôn dùng mã này, còn em mã 05 kèm luôn dùng nguyên cái size 3 size SML nhé, da chốt cho chị em mình 55-57 nha, còn em lên mã 05 kèm size có còn ri thôi, lên mã 05 kèm size luôn dùng nguyên size L cho chị Anna Lê. Lời Anna Lê. Mời cho Thi Thi ngắn. Mời cho Thi Thi ngắn. Còn cái xe S. Còn cái xe S. Thi Thi cũ không ta. Còn cái xe S. Còn một S nha. Chị nào lấy S lên S luôn dùng nguyên nhé. Còn xe S thôi chị ơi. Xe S thôi. 125.000 một em. Bao rẻ luôn. Nha. Chị nào lấy S. Comment lên. S luôn dùng nguyên. Nha. Chúc S dùng nguyên nha. CL hết mã 05 hết CL rồi chị ơi. Comment lên mã này là mã 39 kèm size. Không phải cái này không có ấy. Cái này không đủ ri. Cái này không đủ ri. Cái này lên mã 39 CL, 39 là mã loe. Chút cái 55 chị em mình. Loe CL. Hồi nãy chị nào hỏi CL thì Thảo Lam hỏi loe size gì trời. Loe CL này chị em mình, con quần này chị em mình mua 125.000. Đâu ra được. Nha, chị nào lấy loe L một con. Mã 5 size M hết chị Yến Nhi ơi. Lên mã loe size L, size 55 thôi. Size L nhờ quần loe, size L em chút tới 55 thôi nhá. Đấy. Loe size L một con. Loe size M size 52. Đi đâu hết rồi. Đi đâu hết rồi chị em mình ơi, 125.000. Nha, chị nào lấy loe M và loe L. M chút 50 52 thôi. Và L chút 55 được hai con nhá. Chị nào lấy loe lên loe dùng nguyên nhé. Ai lấy loe comment loe dùng nguyên. Đấy, và con loe này sai gì đây, size S à. Loe này size S. Đẹp chưa? Ok chị ạ. À. Đây, 47 cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp size S. Nguyễn Thị Bích Thiệp sao? Còn một M một L. Nha, M cho chị Linh Hồng. M Linh Hồng còn cái size L nữa thôi. Còn cái size L nữa là hết mã loe. Chị nào lấy loe lên loe dùng nguyên. Cái này đủ không? Còn size L. Còn loe size L thôi, chị nào lấy loe size L lên luôn dùng nguyên nhá. Comment L, cái này 28, 27. Cái này khuyết 26. Chị Bích Thiệp có rồi. L cho chị Kim Ngoan ơi, lên thông tin cho em đi chị Kim Ngoan ơi. Size L cho chị Kim Ngoan. Lên mã này là mã ôm. Cái này nguyên đang có 27, 28, 29. Lên mã ôm 27, 28, 29. 125.000 một em. Thì chị em mình chắc xứng chưa? Dán ôm nhá. 27, 28, 29. 125.000. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã ôm kèm size luôn dùng nguyên. 27, 28, 29. Chị ơi, chị Kim Ngoan lên cả địa chỉ trên like cho em nhé. Cái này em có khuyết size 26 luôn. Cái mã này khuyết size 26 nhé. Chị nào lấy ôm lên ôm luôn dùng nguyên. Hai mang size gì chút size đó. Toàn bộ là lưng siêu cao, quần mềm nhá, và giãn nhiều đây chị em mình. Chắc đã chưa? Nha, lên luôn dùng mã này là mã ôm kèm size cho em. 3 size. Nha, 27, 28, 29. Mã này mã ôm. Ôm 29 cho chị Nguyệt Ánh Nguyễn. 29 nè. 29 Nguyệt Ánh Nguyễn. Còn 27 với 28. Nhá, chị nào lấy ôm 27, 28 chút lên luôn dùng nguyên. Cái này cũng có còn ri. 26 không. Còn 27, 28 khuyết 26 mà chị ơi. Mã nó khuyết 26. Comment lên mã này là mã 42. Đây 29 nè. 27. 27 toàn 27 28 29 thôi. Chứ không có 26, hết 26 rồi. Lên mã 42. Trời ơi. Chị em mình nhìn con quần. Nhìn con quần dùng nguyên. Chắc thôi rồi luôn á. Mềm cực mềm luôn. Nhá, chốt lên luôn những mã này mã 42 kèm size 27, 28 và 29. Lên mã 42 dùng nguyên nhé chị em mình ơi.
Size 27. Ok. Size 27, size 28 và size 29 nhé. Chốt lên luôn dựng mã nè. Comment mã này là mã 42 nhá. 42 kèm size. 42 kèm size, 27, 28, 29, 3 size nhé. Cái này không có 26. Đấy, chị nào lấy cái này thì lên luôn dựng đi. 27, 28 và 29. Đấy. Các chị em lại lên hàng lẻ xuống với chị em mình nhé. 42 à. Mã 42 đó. 29 hay 35? 29 đó, 29. Chị comment nhầm á. 29 cho Hình Thị Thị Hạnh, 28 cho Nguyễn Thị. Ok, còn 27 à, áo ba lỗ em còn không ta? Em cũng không biết là em còn. Ba lỗ lên bữa giờ rồi, chắc không còn đó. Không có 31 nha. Không có chị ạ. Sao 28 hết rồi, còn cái 27 thôi đúng không? Còn cái 27 thôi nha. Còn cái 27 cũng hết rồi. Lên mã này là mã 29. Màu nhạt. Màu nhạt nhé. Lên 29 luôn vừa nguyên. Lên 29 màu nhạt này. Cái này chị Ngốc Trần có lấy một chút. Do quên tạo cái sự kiện kìa. Cái là quên luôn. Không có 29 chị ơi. Còn quần sọc đuổi. Hết rồi chị ơi. Cái này em có 1 cái nè. Chị nào lấy cái này lên luôn vừa nguyên nhé. Lên luôn vừa nguyên mã này. Rồi đây mới lên hàng lẻ nữa. Còn một cái 29, chị nào lấy 29 lên 29 luôn dùng nguyên. Nha, 29 em có một em. 125.000. 125.000. Sao bắt giờ sẽ ít bộ trước này nè. Là trong bộ đẹp. Trong cái bộ áo em đang mang là trong bộ đó. Chứ không phải là ui trời ơi, sao 28. Con này mà không phát hơi bị tiếp nha. Ai mang 28 phát ngay con này. Ừ, đây, con lẻ tải bỏ đấy cho sao. 28 nhá. Được chưa, chị nào lấy chốt. Em sẽ lên luôn chị em mình bộ. Tương tác lên xíu chị em mình đó. Tiếp quá. Tiếp quá. Vừa like vừa bóc. 42 size 28 hết rồi. 42 còn cái size 27 thôi. Còn một cái size 27. Những cái này là thứ em còn cái. Bộ thôi nè. Phát nha. Còn bộ là hàng xịn hết. Có cái ghế đỏ kìa. Bỏ lên trên cái ghế đỏ gì mà sạch đi. 28 cho chị Lê Hiền. 28 chị Lê Hiền. 28 chị Lê Hiền. Những cái này em còn bộ thôi. Em sale nó luôn cho chị em mình cho nó gọn. Bộ lụa con lụa đùi. Lụa đùi. Rồi nha. Hôm này chị em mình đến 60-62 nhá. Chút đến 60 thì cho nó thông thả. Đẹp lắm luôn. Toàn bộ là hàng Quảng Châu. Em sale gọn nhá. Này riêng con áo này mà có tông tàu xịn này chị em mình mua bao nhiêu tiền rồi. Phong to nhá. Chị ơi chị hai mang size gì chút size đó luôn dùm em cho nó khỏe. Nha. Hai mang size gì chút size đó dùm em. Rồi nhá. Lên bộ luôn dùm nguyên. Bộ nhá, cái này mỗi màu em còn bộ thôi. Em đi luôn chị em mình nói 95.000. Cái nào Lê Hiền đây? Đây này, cái 28 chị Lê Hiền. 95.000 bộ này, chốt đến chị em mình để 60 kg nhé chị em mình nhìn hàng. Nha, lên luôn dựng mã ken vô xanh, mỗi mẫu em còn bộ thôi. Nha, mỗi màu em còn bộ thôi, em đi nói luôn chị em mình là 95.000 nhá. Chị nào lấy cái này lên mã ken vô xanh. Nha. 95.000 cho nó gọn. Chị nào lấy ken vô lên ken vô luôn dùng nguyên. Mỗi mã em con bộ, mà sẽ bỏ xuống cái bỏ vào trong bì cho nó gọn nhé. Ken vô con bộ, chị nào lấy ken vô lên ken vô. Đấy, phát nhá. 60, chút đến 60 nhá. Chị nào lấy ken vô lên ken vô cho bà xã mừng cái điện thoại. Ôi trời ơi, lên mã bộ và đẹp như thế này mà lên 95k mà chậm thì hơi bị phí. Comment view rồi. Bộ vàng 95 cho Lan Anh Nguyễn. Bộ vàng ok nè. Ok chị Lan Anh Nguyễn. Rồi lên mã NY. Cái này thứ em còn bộ à. Hình như cái điện thoại điện nhiên hả sao. Cái nhiên không. Comment mã này là mã NY form 60 nhé. Form 60 chị em mình chốt ok. Trời ơi. Comment mã này là mã NY
Có 1 bộ à? Size 60 nha. Chị nào lấy NI comment NI luôn dùng nguyên nha. NI có 1 bộ thôi nè. Điện thoại bên này chứ sao? Bên này chứ. NI có 1. Chị nào lấy NI lên NI luôn dùng nguyên nhé. 95.000 bộ này. Chị nào lấy NI lên NI nè. Rồi nhá, lên mã vàng, gấu vàng. Gấu vàng, ôi trời ơi, gấu vàng 95. Phát gấu vàng nhá. Xanh chua. Đi đâu hết? Hay là chuyển qua không là lên phí vậy mà nó hơi đi qua. Cho xả cái bao hàng lẻ đi, kéo cái bao hàng lẻ đi, lên xe hàng lẻ đi. Chưa ít lên hàng lẻ đi, có 8 mấy view à. Nha, chị nào lấy cái này lên. Kéo cái bao hàng lẻ lên. Tương tác lên xíu để biết là chị em mình đang theo dõi cái like, xong chị em mình đứng đây. Ui. Ê, cho cái bao hàng lẻ nó qua đi, xe đi. Những cái bộ xịn xò này mà chốt chậm thì hơi bị phí. Cái này phải lên từ đầu like. Cái vàng, những cái bộ này phải lên từ đầu like kìa. Comment mã quần đỏ thì chính dương thì comment mã quần đỏ nhé. Form 60 như chị em mình không? Form 60, chốt mã quần đỏ cho nghe nhé. Toàn bộ cái này là form 60. Lên mã quần đỏ luôn vừa nguyên 95.000. Lên những cái mã hàng lẻ đi nhé. Cái này em còn mấy cái đây này. Hồi nãy chị nào hỏi ba lỗ nè. Ba lỗ có tông tàu size 60-62 nè. Em đây luôn trẻ mình mã này lên mã nách xanh. Tặng 45.000 nó. Nách xanh. Ôi, cái này còn sót được 3. Cái này lẻ tẻ này thì em sẽ đi luôn cho trẻ mình luôn. Ba con nè. Chút mã 70 đi. Nhá, 70.000. Hàng này là hàng trong quân đội này. Hàng này hàng bộ đội. Lên mã ba lỗ nhé, có ba con. Chút mã 70 luôn dùng nguyên. Sót lại. Mã này em chạy cả nghìn hàng. Cái này toàn chạy cả nghìn hàng. Lên mã này là mã ba lỗ. Quần dài giờ em không chị ơi. Chút mã ba lỗ dùng nguyên có ba con. Chút mã 70 luôn dùng nguyên. Nách xanh cho dịp Phụng Nguyễn. Phụng Nguyễn. Nè bao nhiêu? 45.000. Ba chốt đi chứ. 45.000. Nha, lên mã 70 ba con. Cái này em tặng 39.000 vàng luôn. Tặng 39.000 vàng luôn. Size 60. Nha, 39.000 vàng, size 60. Chị nào lấy 39.000 vàng chút lên luôn dùng nguyên. Những cái mã này là lẻ ra rồi. 39.000 vàng á. Cái này còn mấy con xe S. Mấy con xe S này em bán tặng luôn. Hàng này là hàng em đi mấy tiền tăng 89.000 luôn. 79.000. Hàng này còn hàng đi sĩ trên trăm. 3 con xe S lên 52. Em bán tặng luôn chị em mình con này 59k luôn. Lên mã C dùng nguyên nhá. 3 con thôi. Comment mã này lên mã C luôn dùng nguyên. Đi đâu hết chị em mình ơi. Thả tim, thả like lên phát. Chấm tương tác lên để biết là chị em mình đang còn theo dõi cái like chứ. Kiếm hình vàng cho chị Xuyên Đinh Hồng. Đã thấy đi đâu hết. Kiếm tam giác của ba em hết rồi. Ba cái này em đi luôn chị em là 59k nhé. Được chưa? Chị nào lấy mã 59 comment mã 59k luôn dùng luôn. Ok. Khẩu trang thì em còn khẩu trang bé thôi. Khẩu trang bé thì em đang lên combo là 49.000 nè. 5 con. Chị nào đang có đơn thì kẹp đơn nha. Cái này em có 3 con em bán tặng 59.000 luôn. Hàng này hàng toàn sĩ trên trăm không á chị em mình. Size 52 đổ về. Cái này thì mùa nào chị em mình mang cũng được. Nhá, chốt mã này là mã 59k, được 3 con thôi. Thở qua cái mã này ba. 59.000, được 3 con nhé. Chị nào lấy mã 59k comment lên mặt mã 59k lên dùng đi. Ui, bộ này mà là hàng bom á. Ui trời ơi. Chính cái hình hồng luôn. Hàng này là hàng siêu thị nè. Bộ này bộ hàng siêu thị này chị em mình nè. Size chị em mình 55 đổ về. Bộ này đẹp lắm luôn. Cho chị Hiếu Nguyễn một quần 59. Con này là hàng siêu thị riêng, chị em anh nhận hàng về sợ con áo không đủ đỡ sướng rồi. Nha, cái này có một bộ size 55, comment mã này. Em đi luôn chị em mình 89.000 bộ này. Lên mã bộ 89 cho chị Hình Hồng Nhung. Bộ 89 này, bộ đó bộ hàng bom ấy. Hình như là bao này, ba hàng bom, ba hàng hóa. Ba hàng bom, ba hàng hóa. Size này áo hot day cho bé này. Cái này size 30, bán tặng luôn nhé. Bán tặng luôn cái bộ này, à, cái con này nhé, 59.000 luôn. Hàng này hàng em đi 80 mấy nghìn, 85.000. Lên mã mũ bé xe 30. Mũ bé xe 30. Hàng này là bao hàng lẻ, hàng môn, bộ thun thái. Lên mã nắp, bộ thun thái bên đây không có hàng. Con này xe 60. 89 hết rồi nha. Tay của nó là tay dơi, dạng tay tên, dạng tên tốt với chị em mình. Bộ này em đi luôn chị em mình nó 79.000 luôn. Dạ bị đau. Bộ này em đi nốt luôn cho chị em mình luôn. Bé gì tâm A.
30 rồi. Đâu, 59.000. Comment lên mã này là mã Thái, 79.000 luôn dùng nguyên, nghe rõ ghi cái số ký vô. Mũ bé em hết rồi. Mũ bé em hết rồi. Khẩu trang bé 49.000 5 bịch. Bộ nách cho bé size 17, bộ này là bộ hàng thích mua. 65.000 luôn, size 17 nhé. Toàn bao đây là bao hàng hò, hàng hò, hàng bom. Cái này em đi luôn cho em mình là 65.000 đi. Bộ bé hàng kit mua 65. Bộ này hàng 79 này, này bán sẵn luôn. Size 10. Em đi luôn cho em mình 50k luôn đi cho nó gọn. Chúc mã bộ 50. Tặng bộ 50. Tặng bộ 50 nhé chị nào đây. À, còn cái này size L. À, tặng 30 luôn nhá. Size L. Lên mã giữ nhiệt, sinh nhiệt ấy. 30 vậy, sinh nhiệt 30 luôn dùng nguyên, ba này ba hàng hỏa. Sinh nhiệt 30, chị nào lấy sinh nhiệt 30 comment lên luôn dùng nguyên. Mới mấy giờ ta? Mới cấm 9 rưỡi mà sao view ít thế. Thế là con. Thái rồi nha. À, ba màu tối chưa. Từ từ áo thun ba lỗ không, chỉ còn màu đó thôi. Ui trời ơi. Con này mà còn bom á. Lên mã cô gái luôn dùng nguyên. Bộ vàng 50 cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệt. Nè, con này em đi luôn chị em mình tặng 39 cô gái. Tặng 39 cô gái size 60, con này có tông tàu. Bữa nay mà đi săn có tông tàu không ra cái hàng 3 đi chị em mình ơi. Chị đi lên sẵn sơn sao. Đây mã giữ nhiệt. Comment mã giữ nhiệt này tặng 29k luôn, size 60. Bộ vàng chị Bích Thiệp có rồi. Bích Thiệp có rồi nha. Con này em bán tặng luôn chị em mình luôn. À thun sọc phía sau rồi. Có màu tối đâu chị ơi, màu nó na ná như thế thôi. Giờ không chọn màu tối, bó tay lên. Không có màu tối đâu. Màu nó na ná như nhau hết rồi. Con này tặng nó luôn. Nha, con này em bán tặng luôn. Comment mã này là mã 5k. Size cho bé nhà mình 12kg. Chúc mã 5k, sao sợ. Comment mã 5k. Cái này đâu mà xả ra hết rồi. Mà chính cô gái là cái gì, thấy đâu. Cô gái cho xuyên tinh hồng. Rồi nhá, con này em bán tặng luôn. Con này con to lắm, hàng hàng Quảng Châu nhá. Con này chị em mình đi 60-62. 60-62, tặng 29 luôn. Tặng 29 luôn. Hàng này cắt hàng bom. Tặng 29, ba này bao cắt hàng bom rồi. Tặng 29. Bao bom đấy, tặng 29k luôn. Chị nào lấy tặng 29 lên tặng 29 luôn thì nhé. Có tông tàu. Yên tâm là có tông tàu. Nha, tặng 29 cho chị Huỳnh Hồng Nhung. Phần Hồng Nhung. Khoác cầu mấy cái. Ôi, con này cũng 39k luôn, lên mã theo. Hàng này hàng có tông tàu nè, theo có một cái. Theo xây 60. Theo 39k luôn. Theo 60. Cái này ai hỏi nè, chừa cho ai. Chừa cho bạn ông xã anh. Chừa cho anh Vương, anh kia Bình Định. Anh kia Bình Định. Trời ơi. Ai mà mua con này? Phải chín theo cho hình thị kia. Chị em mình ơi, con này mà không đẹp cũng quay đầu luôn. Kiểm tra cái gì đó chị Thùy Trang, chị Thùy Tần ơi, theo em hết rồi. Lên mã này là mã chiến binh. Nhận cái đôi giày này về không sướng quay đầu. Hàng này là hàng chuẩn, hàng xuất khẩu, hàng 301.000 nè. Nha, hàng này hình như là hôm bữa em sale mấy à? 250 đúng không? 250.000 nha, size 36, chị nào đi 35, 36 đều mang ok nha. Lên mã này mã chiến binh, mang con này cực kỳ sướng. Chị nào mà chưa mua được con này tranh thủ mà phát. Hàng này hàng bom này. Size này em cũng hết rồi mà nó bền cực bền luôn. Trừ khi là chị em mình chán che rồi mới không mang con này nữa thôi nha. Lên mã chiến binh 200 nốt luôn. Hàng 301 nha. À từ từ, hai cái quần này. Chị Huỳnh Hồng Nhung 200. Bộ này cũng bom. Bộ này cũng bom, bó tay luôn. 79.000. Bộ này đẹp lắm. Size 60, lên mã 79.000. Bộ những cái con, cái bao này bao hàng bom ấy. Size 60, bộ vàng 79.000 nha. Bộ vàng 79.000 nha. Chị nào lấy cái này lên mã giống như là bộ mango chắc như thế nha, lên luôn dùng cái này 79.000. Mã 5k hồi nãy nhớ chút con mà bà. Ừ. Comment mã 79k giúp Nguyên nhá. Bắt đầu chiều chị nào hỏi cái này nè.
nhưng mà không còn cái quần nữa rồi. Cái xác này không còn cái quần. Cái xác này bây giờ không có cái quần. Bớt giờ em không. Cái này giờ không có cái quần. Cái này bán sướng, size 38 nhé. Cái này bán tặng 29k. Có mỗi cái ngực thôi. Cái này mốt nó vừa phải thôi, mang rất là sướng con này. Nhà lên luôn những mảng ngực 29k luôn dùng nguyên. Chị nào lấy cái này lên mảng ngực 29. Hồi chiều mới chị nào hỏi này. Đấy, nhưng mà không có cái quần. Cái đó là hàng trong sát, có một cái quần và một cái áo đó. Nhưng mà giờ không có cái, không có cái quần nha. Rồi tiếp con này, lên mã quần su. Quần su U12. Rồi cái gì tiếp đây. Quần su U12 Bologna. À Bologna má. Bologna thì giờ xong. Bologna giờ hiện tại có cái mã trung niên này thôi. Chỉ có mã trung niên này thôi. Cái này em đi luôn, chị em mình tặng 39.000 luôn. U12 quần su. Còn ngực em đang, ngực em đang em còn mỗi 36. Mì hàng, quần dáng sung size 52 nhé. Nhớ là mì hàng. Quần đùi là đã đi cho dễ mình là 49.000 này tặng 39.000 luôn. Nha chị nào lấy mã này lên mã mì hàng. Cái này còn hàng bom đó. Đây nè. Nha lên mã mì hàng luôn dùng đi. Quần sung. Kiều mấy. Ok, in cho chị ấy 10 con size 36. 10 con size 36 chị TC. Ok chị Ti Ti. Áo ngực còn size 36 đó. Còn mấy cặp size 36. Cái bộ này đang đi 100 mấy. 100 mấy gì em mình, 135.000 đúng không? Size dành cho bé nhà mình 22-25 kg. Bộ lên mã bộ mũ. Còn em mã 100 luôn. Nha chốt mã 100 luôn dùng luôn, bộ đẹp lắm. Cái bộ da cá tàu. Comment lên mã 100. Đâu bây giờ còn mấy cái set này chị em mình 125.000 đúng không? Size 55. Lên mã set. Em bán tặng luôn chị em mình set này 79.000 luôn. Gọi đi chị Hiền Anh. Sao? Set này em đi 125.000 đúng không? Size L. Cho chị em mình lấy 55, 57. Lên mã set luôn vừa nguyên. Comment mã set. Lật từ từ để em tìm thử ở đâu cái phương trời nào đã. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã set 79.000 size L. Nhá, chị nào lấy set 79 size L lên luôn dưỡng mình chị em mình đó. Set 79 size L. Hôm nay nào tháng mà trúng cái bao hàng bô mất cha. Bóc, bóc trúng cái bao hàng bô. Xem hết rồi nha. Lên mã. Rồi đứng về Giang Hương. Chị Giang Hương khách mới cũ không ta? Lấy thông tin cho em. Bộ này hỏi càng nói nhé, 79.000 luôn. Sale nó hàng này là 105.000. Hàng này em đi sỉ cũng 95.000 rồi. Bỏ sỉ cũng 95.000. Sale 52, năm, à, chút 55 đi cho nó thông thả. Lên mã bộ găng tặng 79 luôn. Bộ găng nha. Bộ găng này chắc bao sướng luôn hàng bom đó. Hàng bom nha, lên mã găng. Găng cũng 79k nốt luôn. Chị nào lấy găng 79 comment lên găng 79k luôn dùng nguyên. Găng này bao đẹp Boris. Cái này thì là chị em mình sẽ là dạng mang ôm body nha, ôm body Boris 52 đổ về chị em chúc đẹp tặng 39k luôn nha. Set thì vỏ thì thanh tâm hết à? Ừ. Không, set quần găng nó hết à. Set 79 hết rồi, hết rồi. Bộ găng cho chị Bông. Bộ găng chị Bông, con này tặng 39.000 cam luôn. Ok chị. Ok chị nè. Hàng này hàng 135 này. Con này hàng 135 này chị em mình nè. Size 8 quần ôm dài. Cái này em bán tặng luôn chị em mình mã 110 hàng bom. 110 luôn. Chị nào lấy mã 110 lên luôn dùng nguyên. Có hàng cá 110. Chị nào lấy 110 lên 110 này. Con này là công sở 2 biên nha, con này là công sở 2 biên. Chị nào lấy mã 110, bộ găng em hết rồi. Công sở 2 biên. Size chị em mình 55. Găng hết rồi nhá. Lên mã công sở luôn dù nguyên. Bán tặng cho chị em mình con này giá 65.000. Hai biên nha, không ai bị tép nha. Đó, hàng 140, 150 hàng ngàn người ta bán. Ôi, đúng rồi, con này bị lỗi. Con này bị lỗi rồi. Con này như thế này có xử lý được không? Ôi trời ơi. Nè, lỗi cắt bao nè. Cái này xử lý được không trời? Hai chị em mình đi chằn chỉ sơ cũng được. Nếu đi làm chằn chỉ sơ cũng được. Không bị rách, không không bị mất mấy nào. Chàng sơ mà không được. Lên mã này nếu chị em mình xử lý được, chị nào có máy may chàng lại dùng nguyên nhé. Lên mã không đồng.
cầm em mà không đồng như vậy. Nếu có mấy mai chị em mình chằng lại như là được đó. Nó không có rớt miếng nào hết, cái này lại bị cắt bao đó. Không phải bỏ thì thanh tâm nha. Không sợ cho mọi người lại. Không sợ là không đồng nhá, bị cắt bao á chị em mình. Bị cắt bao chị em mình có mấy mai hoặc là chị em mình đi ra tìm người ta sửa thôi. Rồi lên mã 49.000. Boris nhé, con này đẹp lắm. Boris 49.000 size 55 đổ về. Boris để riêng đi bà. Hồi khách hỏi đem tìm cái áo ngực ở đâu. Từ đầu giải cái gì kia. Công sở hết rồi nha. Ngực đây nha. Hai lấy cho bà sợ mấy bộ xuất hàng nữa. Lấy cho bà sợ mấy bộ xuất hàng lên nót luôn nè. Không sợ không em thấy. Đây ngực. Nhưng mà nó có máy mà. Nhưng mà cái giờ nguyên đi à, cho chị em mình cặp. Bộ xuất hàng ngồi. Em đi nguyên cặp ấy, thì là chị em mình sẽ có một con màu nu nha. Nhưng mà còn mỗi size 36. Riêng ngực này nguyên còn mỗi size 36 nhé. Mà size 36 là từ từ. Có quần riêng. Nãy giờ quần riêng size S lên nhiều lắm. Cái này em đi luôn chị em mình nguyên một cặp là 100 mấy, cái này đang đi 135.000. Phải 135.000, không nhớ giá nữa, từ từ chờ em xíu một xíu coi từ từ. Nha, lên luôn trường mã này mã ngực, cái này em bán nhiều quá rồi. Một cặp nha, không có 38 bây giờ em còn mỗi size 36 thôi, chị em mình đừng đặt 38 không có hàng nha. Ngực này em còn mỗi size 36. Nha, em đi luôn cho chị em mình để coi thử là ngực này em đang bán giá bao nhiêu tiền. Hồi nãy chị nào hỏi 135.000 hai cái. 135.000 hai cái, chị nào lấy ngực lên ngực luôn giùm nguyên nhé. Ngực 135.000 hai cái, toàn bộ hàng này người ta, chị em mình để nhiều chỗ người ta bảo là săn sale ấy. Đấy, đọc to rõ ấy. Gọi là đặt ngực xin tên là bao rẻ toàn Facebook là người ta bán cho em 149.000 một cặp. Là ôm được giá hàng công ty sale. Đấy, nguyên bán cho em 135.000, em không đi một cái. Em đi một cặp. Không tách lẻ nhé. 135.000 một cặp. Người ta đặt ngược xưng tên là rẻ nhất. Facebook cũng là 149.000 một cặp. Em đi chị em mình 135.000 thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này mã ngực. Chủ yếu là hai cái màu nu thì em không biết. Ok đi. Ok chắc là màu nu có nhiều. Màu nu có nhiều. Em đặt về màu nu nhiều hơn. Nha. Toàn 36. Chị nào lấy cái này lên mã ngực 36 thôi. Không có size gì nữa hết. Nha, hết sạch xanh xanh, ngực là em trái hàng. 135.000 một cặp. Chị em mình có thể sờ cái mã này người ta bán bao nhiêu tiền. Nha. Chị nào lấy cái này lên mã ngực dùng nguyên nhé. Kèm luôn dùng nguyên cái. À, tao có đó. Em đã bắt toàn bộ bát giá rồi bác. Rồi ok, lên mã ngực 36 là ok nhé. Ngực 36, 135.000 một cặp. Ngực 36, 135 một cặp nhé. Rồi ok, em lên nói luôn chị em mình bộ này. Bộ này giờ nguyên còn mỗi cây nhỡ và xây đại. Hết suy nghĩ rồi nha. Nó sai từ 17 đổ lên đến 35kg. Nha, có cả bé trai, có cả bé gái bộ xuất hàng. Bộ xuất hàng này em chốt luôn. Em còn rất là ít nhá. Nên chị em mình không chọn màu. Không chọn, nói chung là màu nó na ná giống nhau. Phối hình trước màu trắng và đằng màu trắng trước đó, đằng sau. Hình siêu nhân, hình xe, robot các kiểu cho bé trai. Còn bé gái là Hello Kitty, Elsa, đấy, ngựa Polly. Cái này em đi luôn cho chị em mình là size từ 17kg. 17kg đổ lên đến 35kg. Nha, ok chị Kiều Mến. Chị nào lấy ngực thì cứ lên ngực luôn dùng nguyên. Cái này em đi luôn, à từ từ, bộ dài người lớn. Bộ dài người lớn em đang không có. Lên mã này là mã xuất hàng. Không là lên mã cha hoặc gái. Kèm số ký luôn dùng nguyên và kèm số lượng bộ luôn dùng nguyên. Với 20kg thì là 59.000 một bộ. Nha, 59.000, bộ size đại là 69.000, bộ size nhỡ là 59.000. Chị em mình lên luôn dùng nguyên trai hoặc gái, kèm luôn dùng nguyên số ký là ok nhé. Trai hoặc gái kèm số ký luôn dùng nguyên bộ là đủ xuất hàng. Nha, trai hoặc gái kèm luôn dùng nguyên số ký. Nghĩ mấy bữa nay nhìn thằng trắng quá. Trời nhá. Còn rồi, Tình Ngô làm không đó. Tình Ngô đặt in rồi, Tình Ngô tự dán tự làm hết đó. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Ok chị Hiền Anh nè, xinh chưa nè, phía sau của nó chỉ có trắng hơn trước thôi thôi. Bộ này là bộ xuất hàng nhá, 69.000 cho bộ xây đại nhá, và xây nhỡ là 59.000. giá này giá bao rẻ rồi đúng không chị em mình ơi. Nha, bộ xuất hàng, chị nào lấy cái này không có 40 chị ơi,
đến 35 là maximum nhá. Chị nào lấy cái này trai hoặc gái kèm luôn dùng cái số ký, chị em mình không chọn màu nhé. Đẹp lắm, riêng bộ xuất hàng năm nào mình cũng chạy rồi. Nói chung là chắc nó ok mà giá nó rẻ, rất là dễ mua cho con mà nha. Chị nào lấy xuất hàng này toàn họa tiết cô tay hết trơn nha. Lên mã này là mã bộ bé kèm luôn dùng nguyên số ký là ok. Nhà mình cái gì cũng có hết, lớn bé nam nữ gì cũng có hết nhá. Đây chị nào chưa có cái nào thì lên luôn dùng nguyên, gần như là hết rồi đấy em chốt, gần như là hết luôn, hẳn xây đại xây nhí luôn, còn ít xây nhỡ với xây đại nữa là hết rồi. Cái này về một đợt duy nhất thôi. Chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng mã xuất hàng luôn dùng nguyên nhé, kèm luôn dùng nguyên số ký là ok. Cha học gái kèm luôn dùng nguyên số ký, xây nhỡ là 59, xây đại là 69.000 nhé. Bé trai thì toàn là siêu nhanh các kiểu, ok nhá. Em qua mã này, chị nào chưa có thì lên luôn dùng nguyên. Bán tặng cho chị em mình cái gì nữa ta, có gì còn lẻ lẻ bên góc này bỏ ra bán tặng cho chị em mình cho nó gọn. Cái gì bên này nhá, cái này em còn mấy con đi luôn, 55.000 con này, 55.000. Lúc thì bà sợ mấy cái áo nam đó kìa, áo nam mà màu trắng con đó. Trời mi măng cực sướng luôn, màu trắng màu xanh trong gấp nữa kìa, có size to đó. Ok bé, chị nào lấy bé cứ lên đó, màu xanh màu trắng, tạm thì hai tông màu nó đi, tạm thì hai tông màu. Cái này em còn mấy cái thì size 50-52 thôi, rút mỗi màu một cái thôi ba ơi. Xong em đi cái này em còn mấy cái size 50-52 em đem trẻ mình 55. Con này chắc của nó là đuổi xước dài, con này ông bo hết nè, 50-52 đổ về 55.000 một em thế này, toàn bộ là theo hết chị em mình nhá. Nha, toàn bộ là theo hết. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã theo màu nu 55k nhá một em. Chị nào lấy theo nu có được hai con, theo màu gạch đường con, hàng này hàng sót lại, đuổi xước dài ống bo, hàng xịn luôn cái dễ mình luôn, không phải hàng xổm hàng cứng đâu. Nha, hai con màu gạch này, một con màu hồng, còn tổng 5 con. Mã 55 nhé, chị nào lấy mã 55 lên mã 55. Em bán tặng cho chị em mình mã này. Mua cái này mua cho chồng, mua cho con. Hàng này hàng xịn xốp có hai con mà. Cái này em sẽ đi combo nhé. Cho nô chủ Út Trương. Này chị em mình nhìn. Cho nô cho chị Mỹ Phương Nguyễn. Còn hai cái màu gạch, một cái màu hồng nữa. Size 52 chị Lan Anh Nguyễn ơi, size 52 đổ về á. Đẹp lắm, con nó là đuổi sức dài luôn. Đuổi sức dài. Rồi cái này em có size đến 70kg thôi. Từ 55 đến 70kg có size màu, sẽ quay cặn luôn cho chị mình coi cái chất. Áo nam xịn hàng thông hơi. Nó dài lắm, nó thông hơi nhưng mà phải nuôi cho chị Hương Hoa lên không tin trai. Nu ra nữa. À, hết nu rồi. Đây chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên. Nam xịn nhá. Này. Quay cặn luôn cho chị em mình coi hàng dùng nguyên. Đấy, cái này giờ em sẽ chạy. Úi trời ơi, chết. Hết nu rồi nghe. Mới là luôn ba. Cái này mới á đâu mà. Ừ. Nhỏ. Hết nu rồi, em còn màu gạch và màu hồng thôi. Chị nào lấy gạch lên gạch. Thôi cái này em đi lẻ đi, chị nào lấy màu nào chút màu đó. Nha. Từ 55 đến 60 kg có sai hàng này. Phải sướng lắm chị em mình, cần về sờ chắc chị em. Nó giống y cái mã hôm bữa chị em mình mua cái áo polo ấy. Áo polo 101 ấy, y chắc luôn. Này. Bao xịn sò luôn. Còn hai tông màu, màu trắng và màu này. Em xem nó luôn trẻ mình luôn, 59.000. Cái này từ 55 đến 70 kg có size. Có size hết mà. Chị em mình lên luôn dưỡng mã này là mã 59 kèm màu và kèm luôn dùng số ký. Nha, em chốt đơn. 59k kèm màu kèm số ký, view vẫn rất là ít. Trời sẵn mượn sẽ chia sẻ phát nữa nè. Chốt mã này là mã 59k nhé. Những con áo này xịn sò mà view ít thì hơi bị tiếc. Nên lúc view ít hơi bị tiếc. Cái này chắc đã lắm luôn. Nha, comment lên mã này là mã 59k kèm màu. Kèm luôn dùng nguyên cái số ký luôn. Từ 55 đến 70 ký có size. Nó y con mà chị em mình mua 101 hôm bữa lên ấy. Hôm bữa là áo có cổ. Cái này là áo cổ tròn thôi. Chắc bao sướng luôn, 59.000 nhé. Chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng nguyên. Kèm luôn dùng nguyên cái số ký nha, kèm màu và kèm số ký. 59 kèm màu kèm số ký luôn dùng nguyên. 59 kèm màu kèm số ký. Nha, đang có hai tông màu này. Đấy, bóc được hai tông màu này là hai tông màu. Chị nào lấy mã 59 chút lên luôn giùm em nhé.
59k kèm màu, kèm số ký luôn dùng nguyên hai tông màu thôi. Ok TT, cái này bên bill này, cái này bóc đơn sao. Chốt mã này là mã 59 nhé. Chị ơi, chị Huỳnh Hồng Nhung ơi, không lấy sao, không lấy màu biết, không lấy sai, không lấy số ký biết lấy sai gì nhá. Kèm cho nguyên số ký chứ không có số ký biết chốt sai gì nha. 59.000 một con này, từ 55 đổ lên đến 70 ký có sai, 55 đến 70 ký có sai nhé. Chị nào không có lấy số ký là em bỏ qua hết nha, phải có số ký mới chốt đơn, không có số ký biết lấy cái sai gì. Rồi nha, chị nào lấy mã áo nam thì lên áo nam luôn dùng nguyên nhé. Cái ba này, cái ba hàng lẻ, cái ba hàng, à cái này còn cái này, cái này còn cái hàng này, hàng bom, hàng bom là xả, cái này bán tặng nóc luôn. Ok, có trẻ mình chốt đơn vui thế, nhưng ghi cái màu không mà chả biết lấy cái gì luôn. Ok, cái này tặng nót luôn, có một cái size M tặng nót con này luôn, 69.000 luôn. Hàng này hàng 125.000, áo nót pha size 57, size 57 một cái thôi. Comment này bán tặng luôn trẻ mình con này luôn, 69.000 nha. Hàng này hàng bom một cái thôi. Ok chị Hiệp nha, cái này hơi bụi xíu nhé, hơi bụi xíu. Lên mã này mã 69.000. 69.000 một con gió nó phai nhá. Cái này cũng hết nè. Hàng hàng Manta này, hàng Manta này. Hàng này quá xịn sò, hàng 85. Hết rồi nha. Con này hàng Manta nhá. Hàng Manta size gì đây? Size 55. Con này size 55. 59k luôn. Cái này thì khách mua nhiều quá rồi. Nha, lên luôn dụng mã này. Áo này là áo hãng CM, 59k luôn. Hàng này hàng 300 mấy nghìn một con. Comment lên mã hãng nhiều nguyên nhá. Chị nào lấy hãng comment lên hãng nhiều nguyên. À, áo ba khóa, gió em thấy. Áo ba khóa, CL. Áo ba khóa, cái này là chắc của nó là hàng trắng bạc. Con này hàng trắng bạc. Size 60. Nha, lên luôn dụng mã này là 89k gọn luôn. Nha. Hàng này toàn bộ là cái sóc trong cái bao hàng bom này. Lên luôn dùng nguyên cái mã này là mã 89k luôn dùng nguyên nhé. Gió trắng bạc 3 khóa. Gió trắng bạc 3 khóa. 89.000. View có 66 view. Cái trời ơi. Sao mà view ít vậy? Sao cái này lại trả sướng cái cá bỏ lên bán tặng hết nè. Bỏ lên bán tặng hết nè. Trời ơi. 89.000 liền luôn. Các kiểu luôn. Bao riếp cái này miệng dơ xíu này, vậy mình về giặt dùng nguyên hết size 55. Tặng 29 luôn. Tặng 29, bao riếp miệng dơ xíu thôi, không ảnh hưởng cho chị em mình đâu. Cái chị em mình về giặt là ok. Nha, lên mã này. Em đây luôn chị em mình con này 29.000. Bao riếp 29 nha, con này. Con này cũng bị chấm xíu. Trắng bạc ba khóa hết rồi. Con này bị chấm xíu, con này là thun thái này. Con này thun thái size 55. Tặng 29k luôn. Tặng 29 thái luôn. Tặng cô gái 39k. Ui cô gái này. Hàng này là hàng bom đó. Lên đúng mã nha. Lên mã cô gái 39, cô gái xanh. Sọc cho chị Huỳnh Phương này. Huỳnh Phương nào không thích chia sẻ, chúc cho ai chia sẻ những cái mã hàng xã này, chúc cho ai chia sẻ đi bà. Lên mã này là mã cô gái. Lên màu luôn dự ơi, 39 đi. Sọc cho Hiếu. Không chia sẻ. Gái trắng cho Lê Dự. Còn gái xanh. Còn gái xanh nha. Huỳnh Phương chạy cồn, không chia sẻ gì Huỳnh Phương ơi. Lên cô gái luôn vừa nguyên, cô gái xanh cho chị Diệp Chi. Diệp Chi. Lên mã nhũ, con này cưng lắm. Này, xây 60 thế nhá. Hai con. Này, cái này chị em mình biết trang váy cũng được. Nhũ lửng này, và nhũ dài. Tặng 29 luôn. Tặng 29.000 con này luôn. Nha, đó, chị nào lấy trắng lên trắng, chị nào lấy nu lên nu. 29.000 con này luôn. Chị nào lấy 29 nu, 29 trắng. Chắc tim, chắc tim, chắc tim là gì cái này đúng không? Ok, sao hôm trước mình đặt áo và chị Nguyễn Tiết chốt đơn có được đâu. Gọi không nghe máy, em thấy còn đơn kìa. Nhũ ok, còn nhũ màu xám này. Sọc hết rồi, nhũ màu xám này 29k lên rõ màu cho em. Nhũ màu xám, 29k lên rõ màu nhé. Nhũ xám 29k lên rõ màu này luôn. Nhũ xám. Xám. Thấy chị Hiếu Y Hồng rồi. Ôi trời ơi. Cái gì trời.
cái này giờ bán kiểu gì đây. Nè, trả lời chưa? 135. Lấy lại số điện thoại đi. Con này 135.000 dùng nguyên. Con nhũ xám thôi, hết nhũ trắng rồi. Cái này sale 59k luôn. Ai nhanh có và chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Hàng 135.000 của nhà Nguyên, hàng bom. Nhá, 59.000 cho nó vui, xe 60. 59.000 cho nó vui, xe 60 nhá. Còn cái này hàng 95 nè. Con này hàng 95 này chị em mình nè. Áo nam, con này quá xịn sò, hàng là hàng sale 95, size 55. Size 55 nha. À, nhũ sáp cho chị em size 59 cho chị Nguyễn Lợi. 59 cho Nguyễn Lợi. Cái này em đi luôn chị em mình là 69.000 luôn. Có, em thấy còn đơn. Nhưng mà gọi không được. Áo nam. Miễn tiếp lên là số điện thoại đi. Áo nam hồi nãy nó bao nhiêu tiền ta? 58. 65 ta. Cái 59 kìa, 59 hết rồi. Áo nam này mấy? Áo nam cho đi dự, nhưng hồi nãy Nguyên nói giá mấy tiền ấy. Đặt lên kèm số, kèm luôn cái giá luôn dùng Nguyên đi. Trời ơi. Kèm giá nha. Con này 62kg, 65.000 đi. Ừ, xịn sò lắm luôn ấy. Chắc đã luôn. 65.000, 65.000. 65.000 cho ly dự. Cái này size L, ok. Size L nhá, size 62 này. Cũng đi 65.000 luôn, hàng này hàng 95 ấy, không phải hàng rẻ. Hàng này là hàng xịn nguyên sale đó. Xong giờ là hàng bom. Chuyển qua sale tiếp, lên mã L 65k luôn. Chị nào lấy L 65 lên L 65 luôn dự nguyên. Nhá, L 65. Sáng lời cho TT. Lên mã vú. Xay gì đây? Vú xịn nhá. Vú xịn nhá. Vú này vú hàng xúc nè. Xay 36. Made in Korea. 49.000 luôn. Xay 36. Cái này mang cực mềm. Vú này vú xịn nha. Lên mã vú. Chị nào lấy vú lên vú. Xay 36. 49.000 luôn. Dạ. Cái này bán tặng đi. Tại vì hàng này hàng siêu mẫu, xong nó rớt hơi bụi. Cho chị Huyền Anh. À, chị Huyền Anh không chia sẻ gì Huyền Anh ơi. Con này sướng lắm nè, nhưng mà rớt xuống hơi bị bụi nhá. Sai gì đây? Sai 34. Tặng 29 đi. Hàng này em đi. Hàng này hàng em trêu mẫu xong rớt, rớt mẫu xuống nên hơi bị bụi xíu. Thì chị em mình giặt là ok, không sao hết. Nha, comment lên cho mã tặng 29. Nha, còn tác còn đồ hết nè, nhưng mà hơi bụi xíu. Hết lời số 5 rồi nha. Đang như TT 29 gì. Nó bị bụi thế kìa. Thì bỏ ra giặt nhỏ sao hết. Mì tàu. Mì tàu xây 60. Có đâu bỏ thì thanh tâm nha. Mì tàu xây 60. Cái này em có một cái nha. Lên mã mì tàu. Cái này em đi luôn chị em mình luôn. Hàng này là hàng 83 Nguyên nè. Em đi luôn chị em mình là 63.000. Mai dặn năng mong nha. Mai nè, mai dặn năng mong. Lên mã tàu luôn dùng Nguyên. Comment mã tàu luôn dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy tàu, chị ơi, xây 36 hồi nãy em chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Cho lê dự 63.000. Con nó sướng chị ơi. Nó cực sướng đi. Con này thun thái. Con này ba hàng bom. Con này thun thái có hàng con. Tặng 39.000 luôn. Thái lửng. Thái lửng 39k. Chị nào là thái lửng, lên thái lửng 39.000 con này luôn. Chị nào lấy thái lửng size 57, 39.000. Thái lửng size 57 nhé. Cái này mình còn không? Mình còn đúng không? Lên mã này là mã tặng khách đi. Lên mã 0 đồng. Cái này nước sắc khuẩn khô. 0 đồng luôn dùng Nguyên. Ai đang có đơn chút. Còn lên mã 0 đồng. Cái bao này là cái bao hàng bôm hàng xả đây. Lên mã 0 đồng dùng Nguyên nhé. Trời ơi, cô từ nào lấy mã 0 đồng lên mã 0 đồng. Ai đang có đơn một chút rồi, em dọn luôn cho nó sạch cái chỗ này. Ok, cho Lê dự. Lê dự. Cái này là Boris nhé. Không đồng là cái mã nữa đó ba. Comment lên luôn dùng cái này. Cái này em bán tặng 39.000 nhé. Con này Boris, cái này đẹp lắm. Boris nha, 39.000 sọc. Chị nào lấy sọc 39 comment lên luôn dùng sọc 39.000. Sọc 39.000 con cái. Ai lấy sọc 39 chắc lên dùng nha. Khẩu trang bé em còn. Khẩu trang bé là em đi mấy tiền đó ta? 49.000, 50k. Cái này em còn bộ 55k, size 55. Ừ trời, này mang những này sướng này. Sướng này. Bộ lụa nhá. Hàng này thường ấy, nếu như mà
mà thường thường là em sale 79.000. Cái này em đi luôn chị, em là 55.000, lên mã bộ dây. Size 55 luôn, bộ dây, trời này mang bộ này sướng. Đấy, lên mã bộ dây. Bộ dây nhá. Em đi chị em mình 55.000 bộ dây. Còn bộ những cái này là em còn lại. Hồi nãy con này tặng bao nhiêu tiền ta? Con này hồi nãy con tặng 35. Trước đây chị này chia sẻ em size 52. Hồi nãy con này hồi nãy tặng nó 35.000 rồi nè. Em đi luôn chị em 35.000 luôn. 600 bác có đơn thì báo sau nhé. Chị mình xanh xanh. Con này tặng 35 luôn, size 50. Sống bo này. Theo áo quên lộn. Bo trần đàn rất là kỹ luôn con này. Tặng 35.000 luôn. Chị nào lấy tặng 35. Trước mã tặng 35. Không, em không bán hộp đâu. Em bán khẩu trang 35, khẩu trang Mỹ 4D Mỹ Phương Nguyễn. Con này lên mã 45.000, quần gió tàu size 57. Size 57. Nha, quần gió giãn size 57. 45.000. 45.000. Nha, chị nào lấy quần gió giãn 45, những cái lúc mà sale. Cái hàng lẻ tẻ này nó rẻ lắm luôn đó chị em mình. 45.000 một con quần gió giãn. Hồi da em hết rồi. Size 57 cái, size 52 cái, quần gió giãn nhé. Nha, gió giãn cho chị Lan Anh Nguyễn. Rồi size 52, 55 cái nha. 52, 55 cái, 55, cái này 55 vô tư ấy. 55. Cái này cho chị Nguyễn Lợi đi. Nguyễn Lợi luôn, sale ngọn luôn. Cái này hàng 79.000 của Nguyên nè. Em sale luôn chị em mình 59.000 size 52. Size 52 lên mã bo. Hàng này toàn đi nhập tiên trong mấy chị em mình ơi, gió em hết. Nha, cái này lên mã quần 59 size 52. Toàn bộ hàng nhập tiên trăm rồi xong rồi rớt mẫu lại cái. Em sale hết cho nó gọn luôn. 59.000 luôn dùng đi nhá. Đây cũng một con quần quần tổ ong. Lên mã tổ ong dùng nguyên size 52 55. Thằng nó 59.000 luôn. Tổ ong luôn, lên 55 mình tổ ong thường bán nhiều lắm rồi. Tổ ong là thường em đi chị em mình 79.000 đó. Lên mã tổ ong siêu rẻ luôn. Quần gió em hết nghe. Rồi còn một quần bo 59.000, chị em mình đảm bảo là toàn bộ đi nhập hàng trên trăm hết đó. Và một con quần tổ ong là hàng em bán 79.000, hàng là nguyên bán với hàng thị trường người ta chả bán 79.000 đâu. Cái này có một cái này. Ui, cái này size 60, hàng size 60 này. Hàng này hàng da cá tàu size 60, này cũng đi chị em mình 59.000 lên mã bo. Bo 59 luôn nhé, chị nào lấy bo lên bo 59. Bán gì đi tì. Sáng 59, bo 59 luôn. Cái bao này là bao áo gió à. Bao áo gió, toàn bộ là hàng gu. Có 10 đồ quần nào. Hay cho Lê Dự, 59.000 luôn. Toàn bộ hàng gu, cái này lên mã gu nam luôn dù nguyên nhá. Size gì đây? Size 62, gu nam. Toàn bộ cái này là nó mắc túi với chị em mà nó. Nó không có túi bọc ở ngoài ấy. Hàng này toàn nó bao này là bao hàng mẫu không nè. Bao hàng mẫu của nhà Nguyên không á, đó là chị em mình nè. Cái này Nguyên sale nhá. Thấy quần tráng rồi nha. Thấy rồi chị ơi. Cái này lên luôn dưỡng mã này là mã gu nam size L. Cái này thì mùa nào mang cũng được hết. Nhớ luôn dùng Nguyên chạy áo nắng áo gió. Bao chắc luôn. Này, còn cái. Lên mã này là mã 100, hàng này hàng 135 của Nguyên. Lên mã 90 luôn đi. Con cá size L nha. Chúc mã 90 luôn dùng Nguyên. Mùa nào mang cũng được con này, size 62 đổ về. Lên mã gu L. Gu L 90 nhé. Gu L 90. Con này là hàng gió văn. Gió văn nam màu ghi. Gió văn cho... nam. Size 57. Tì. Này. Gió văn là hàng 155.000 đúng không? Văn nó đắt hơn hàng trơn. Size dành cho những anh nam nào 57 đổ về. Cái này em bán tặng luôn. 57 nhưng mà thực tế tình ngô 60kg, 62kg vẫn mang size M nè. Gu nam với hàng văn, cái này em đi chị em mình nói 100.000 luôn. Không ấy để cho tình ngô mang. CM này tình ngô. Chứ bữa nay mấy năm rồi không có hàng này, hàng mẫu thôi. Chứ còn không có hàng văn luôn ấy. Bữa giờ không hề có hàng văn luôn. Chị nào lấy mã văn lên văn 100, áo văn là 100. Áo gió bé cái này còn sót cái hàng thiết mua này. Size 15. Cho Trương Quỳnh Anh. Mấy gu đâu. Hả? Cái đó là áo gió văn đó, không phải là gió văn. Gió văn là 100. Văn là 100. Văn cho Trung Quỳnh Anh. Nha, con này size 14, 15. Tặng 59.000 hàng kit moon. Tặng 59.000 hàng này hàng 189.000 này. Lên mã gió bé 59.000 luôn. Gió bé 59, hàng những cái này là lẻ tẻ em xem hết luôn. Cái này lên mã tặng gió bé cho Nguyễn Lợi. Size 30, 30kg.
một sáp này em đi chị em 5-9 trăm 10 đô. Hàng này hàng hàng xá này, hàng có tên này. Size 30 ký. Này trai gái thì mang cũng được hết. Em đi chị em 59.000 10 đô. 59.000 và 10 đô nha. Rồi lên mã ru nữ này mắc túi luôn. Hàng 125, size 50. Lên mã gu vàng. Gu vàng chốt mã 90 luôn. Này mắc túi nha, còn túi em không bán giá này nhé. Áo vàng phía sau à chị. Áo người lớn. 59 chị nghĩ liệu có đơn không? Người lớn chị. Lên mã gu này, size 50 nhé. Em đeo chị em 90 luôn. Có được hai cái size 50. Gu vàng nhé. Sắp sang cái này. Nguyễn Hoàng yêu cái này. Không có túi ngồi em nghe. 90 à? 90 luôn. Ok nè. Hết gu vàng. Rồi lên mã gu xâm tha. Gu xâm tha size L. Gu này gu nam rồi. Gu nam hồi nãy cũng 90 ca luôn không? Gu nam size L còn cả này. Gu nam size L còn cả. Chị nào lấy gu nam lên gu nam. Có 1 cái đây. Chị Nguyễn Liễu lên cả địa chỉ trên like cho em nhé. Lên mã gu nam size L size 62 đổ về. Chị em mình chốt ok. Em đi nót luôn cho chị em mình là 90k nhé. Chị nào lấy gu nam size L comment lên luôn dùng nguyên nhé. Gu nam size L. Ai lấy nam size L lên nam size L luôn dùng nguyên nhá. Rồi lên nam L. Ôi, cái này còn toàn chống nắng thôi. Trời ơi. Này. Áo gấu hàng công ty nè. Size 60 nhé, hơi bị nhàu xíu chị em mình ơi. Tặng nó 29.000. Được chị ơi, giá bán hết rồi. Không, cái đó trong bộ. Trong bộ của em chứ không phải áo ra. Nè. Con này xinh lắm luôn. Con này là hàng công ty, hàng mít nè. Size 60. Gấu này gấu theo, tặng 29.000 luôn. Nha, cái này chị em mình người giặt xíu là ok. Tommy cho sang xa. Hàng này tiếp theo hàng. Nhiều. 29.000. 29.000. Thẳng nắng sai gì đây, nắng nam nhá, nắng nam sai sai 65, nắng nam sai 65. Thi Nguyễn không chia sẻ nắng nam này, em đi luôn chị em là 65.000 sai 65, 65.000 nhá, sai 65 luôn nha. Lên mã nắng nam hàng nhà nguyên chạy áo nắng thì chị em mình hỏi với lăng tăng luôn nha, bao chắc bao giá luôn, vì những cái này là hàng mắc túi này. Đấy, mở ra rồi mắc túi là em sale hết 65.000 cho nên vậy. Những cái mã này là mã hàng 101 này. Hàng này hàng kim cương. Nó có hai loại nhé. Quên, hàng kim cương và hạt cườm. Hạt cườm nó xịn hơn, nó dài hơn. Và hàng này là hàng nguyên chạy 145. Hàng này là hàng hạt cườm. Hàng chạy 145. Đây này, cũng như thế đây nè. Cái này thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, hàng này hàng kim cương size L, size này dành cho những chị em mình thậm chí 60 cái chị em vẫn mang được. Con này lên size L tặng cho chị em mình, con này giá 55.000 nha. Con này là hàng kim cương. Còn hàng này hàng hạt cườm, hai cái mã khác nhau nhé. Tím size L tặng 55 luôn. Size gần lấy 60 đó. Nha, tặng 55 luôn. Chị nào lấy mã đó thì lên luôn dùng nguyên tặng 55. Còn lại toàn bộ là hàng à. Hàng này là hàng 145 cũng nhiều nguyên vải, nó dài hơn nhé, chắc nó sướng hơn. Được chưa? Cái này em đi nốt luôn kia vậy mình tặng. Tối nay nó rẻ quá sức rẻ luôn chị em mình ơi. Này. Cái này em đi luôn chị em mình là 85.000 nốt. Cổ Việt con đúng không con? Ừ, đi cho bà xã cái mã 55 đấy cho khách con. Có chắc nhé, ừ, cái mã tiếp hồi nãy á. Cho khách coi rõ nè. Hàng này là dòng hàng xịn nè. Hàng này hàng lẻ một lớp không đã là 100 mấy rồi. Cái này em đi luôn chị em mình 40 đi không? Đây nè. 85.000 đây, hai chất vải chị em mình nhìn hai chất vải khác nhau. Thấy không? Đó, like rõ luôn cho chị em mình luôn. 85.000. Size 60 cũng được, có giữ size L không đó ta. Rồi. Bao này là cái bao hàng nó hắn lẻ đi, xanh ngọc này có 1 cái. 60 cũng mang được đấy, size L không phong nó to. Cái là hàng giả. Lên mã xanh ngọc 8. Đây chị em mình thấy cái văn vải không? Nó khác nhá.
Nó khác luôn cái hàng em đi 79.000 luôn. Hàng này hàng bình thường 145.000 đó. Hàng này nó xịn hơn nha. Lên mã xanh ngọc size L, size 60 cũng được. Ngọc cho Ly giữ. Ok rồi nhá. Ừ, cái này của Nam cũng hàng này luôn. 85 à. Cũng hàng 85.000, cũng hàng hạt cườm này luôn. Size tình mua mang được. 85.000 luôn. Hàng này hàng sót kho thôi nha. Lên mã nắng Nam 85. Size 60. 85 size 60 nhá. Vẫn là hàng hạt cườm luôn. Xem bị thấy nha, rồi nha. Xem bị thấy rồi, lên mã áo Nam 85 luôn, size 60. Em đi hết cho nó gọn đó. Nên chị em cũng thử rồi, còn mỗi màu ghi nữa lắm. Còn áo gió này nè. Mấy con áo gió ui. Nam 85 chất liệu thị diện. Rồi còn size L màu ghi, màu ghi. Size L với size M nhá, còn mấy cái 85k một cái size M. Sao không túi này size gì để coi. Cái sọc nhiều hàng quá, xong để quên miết hàng. Đây màu ghi nhá, còn hai cái size M. Ghi 85. Nha, ghi 85. Ghi 85, còn size M và size L 55. 55 và chị em mình đến 60. Lên mã ghi kèm luôn dùng nguyên size M và L, em đi chị em mình 85.000. Nhớ luôn dùng nguyên cái này là hàng hạt cơm, hàng xịn nhá. Nó khác cái mã em đi luôn là 55 lúc nãy. Cũng khác cái mã một lớp em đang chạy luôn. Phải này nó dài hơn. Nha, chị nào lấy mã này, màu ghi. Nha, còn màu ghi mà này mang sạch. Lên mã ghi luôn dùng nguyên còn 2 con. Trời ơi, cái hàng cắt kỹ không chị em mình. Áo gió gu rồi nè. Bỏ kỹ trong này luôn. Bó tay, size L, size 55. Nha, lên mã cô ban. Hồi nãy con này bao nhiêu tiền ta? Bán tặng nó nhé. Hồi nãy con này bán tặng mấy con màu vàng nó tặng bao nhiêu? 90 luôn đúng không? Size 55. Cái này mùa nào chị em mang được. Lên mã cô ban, size 55. Em đi chị em mình 90k luôn. Hàng này hàng 125. Nguyên đang chạy nhé. Vì nhà Nguyên chạy áo khoác áo gió, chị em mình yên tâm về chất này. Chị em mình nhìn hàng. Đấy. Lên mã này là 90k xanh cô ban, size L, size 55 nhé chị em mình ơi. Nha, chị nào lấy cô ban lên cô ban. Cái này chị em mình chỉ cần treo sơ lên là nó thẳng thôi. Phải mang bữa hai bữa nó thẳng tưng rồi. Cô ban cho bạn đi. 90k luôn. Cho nó gọn, cố gắng chia sẻ lên giùm em. Ok. Size 60. Size L, cô ban size L luôn. Chị nào lấy cô ban size L lên cô ban size L. 90k luôn nhé. Cô ban hàng này hàng rượu là hàng sót kho thôi. Còn cá size L nữa đi. Chị nào lấy cô ban XL lên luôn dùng nguyên nè. Size L nhé, size 60. Màu đỏ. Màu đỏ này size 50, 55 được hai cái nha. Cô ban cho Lê Dự này. Lê Dự này. Đỏ này một cái size 50, một cái size 55, 52 một cái 55. Lên mã đỏ và còn màu ghi size L. Có cái này hàng này. 90k luôn nha. Còn màu này size 52. Màu màu xanh reo nhé. Size 50, 52 được một cái. Được chưa? Và còn màu ghi này size 60. Chị nào lấy cái màu nào lên đo màu đó luôn dùng nguyên nhé. Riêng áo khoác nhà Nguyên bao chắc bao giá luôn cho chị em mình rồi. Nhá. Chị nào chưa có cái mã này lên, bắt còn có được mấy cái bỏ luôn. Cái áo chống nắng vô đây cho bà xã. Bắt tiếp nhé. Xong cho chị em mình rồi. Y vậy thôi, y và áo xanh vậy đó. Trang căng cụm hết rồi, mở ra xem. Nó như thế thôi, em cũng mở ra hết từng cái rồi chị em mình ơi. Em đưa chị em mình coi một cái. Cái này sót là được 2 cái. Con này bao xinh, xe 52. Con này Nguyên còn sót được 2 cái áo gió chị ơi. Rồi sẽ bị cái điện thoại. Cô ban em hết rồi. Cô ban hết rồi này, xinh cực kỳ luôn, 2 con thôi. Size chị em mình 52 và size 55 được 2 cái. Hàng này em đang sale 120. Cái này Nguyên đang sale 120 nhá. Em đi nốt luôn cho chị em mình mã này với giá là 90k một cái S, một cái size M. Này, hàng số hàng này người ta đang bán cho chị em bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Rẻ là 200.000 chưa? Nha, lên luôn dưỡng này, một S và một M. S cho chị em mình 52 đổ về. M chị em mình 55 được 2 cái hai size. Cô ban rồi nha. Em sale nốt luôn chị em mình mã này là mã 90. Đúng hai con nhé. Nè, con này bao xinh luôn. Này, hàng này người ta đang đi chị em mình tiền 200 đó. Nha, 90k luôn, một cái size S, một cái size M. S cho Lê dự. Dự mua cho ai size S đấy.
Rồi còn cái size M. Cái chị Nguyên Hồng đã là hết 90k chị em mình. 90k. Ok. Rồi nhá. Cặp này là cái gì? Cái gì lại cái làm xe hết không nhỏ này. Rất mẫu này cái làm xe nó. Hết rồi nhá. Cái này em có một cái size 52 tặng 39 luôn. Con này đuổi xước dài size 50-52 nhé, tặng 39 luôn nha. Lên mã này mã 39 đuổi xước dài có một cái. Lên mã cúc đơn thì là chắc là ngày mai chưa chốt đơn được đâu chị em mình nhé, thì nhân viên chưa đi làm nên là chị em mình cố gắng nha, chứ để tới lúc chốt đơn cái là kêu là chị Nguyễn Diệu kêu là lâu quá chị mua chỗ khác rồi. Tiền này cái này em xe 49.000, cái này hết sạch xanh xanh. Áo đỏ kèm size đen 39 em hết. Cái này về bao nhiêu đợt hồi nãy up lên rồi sỉ bảo là còn bao nhiêu cái chưa hết luôn. Cái này 49.000, cái này đẹp lắm. Từ từ chốt để nhận lương đã. Cái này size 60 thì ti ti, cái này sỉ bóc nhiều cái này lắm. Mà vô chạy cái này chạy là còn chạy chạy mang cái quần quần đùi đẹp lắm. Cái nào nãy tặng 35 nó luôn, size 50 tặng 35 luôn, size 50. Lên mã quần tặng 35, size 50. Áo 49. Áo đỏ hồi nãy size 10 cho chị Lê Kiều, áo gió đỏ cho chị Lê Kiều. Chính cái tay Lê Kiều. Ơi. Không, chưa biết size gì đâu sao? Size 50, 52. Cam là gì? Lên mã này là mã quần tặng 35. Quần tặng 35. Đây còn cái này 49k. Cam hết rồi nha. Còn cái này 49k. Cái tay của nó, là hơi dơ dơ chiếm trên top xíu đó. Cái này em đi luôn chị em 49.000. Lên mã này là mã nu 49, nu 49, nu 49 con cả em hai nhít luôn cho chị lên cái size nữa đi, size L đi cho nó không phải nu nó chị ti 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 manta này chị em mình 59.000 đi 55.000 luôn đi size XL, size 65-68. Hàng này là hàng hãng đó, áo nam hãng, comment nam hãng luôn dùng 55k con này luôn hả. Chị nào lấy nam hãng lên nam hãng luôn dùng đi nhá. Nam hãng size này là dành cho những anh nam nào 65kg cho chị quên lộn cho Lê Dự 55.000 luôn. Con này đi 49.000. Áo mũ, áo mũ những cái này là lẻ size ra lại hỏi à. Comment lên áo mũ luôn dùng đi, size 60-62kg. Cái này có tông tàu, lên mã mũ đen nam hãng em hết. Ở trong trong góc nó hình như có một cặp áo manta mà không biết là size gì thôi. Cái túi mà có cái túi zip á sao? Có hai ba cái nó coi kệ trong góc áo ngang. Lên mã mũ luôn dùng nguyên. Cái này ngay chỗ góc á. Áo mũ chị Nguyễn Liễu. Đấy đúng rồi đó. Đó túi nó là túi manta đó. Áo mũ 49 cho chị Nguyễn Liễu. Nguyễn Liễu ok này. Mũ hết nhé. Cho 6 đường một cái. Đây còn mấy cái áo manta, còn có cả sát nách này. Có cả sát nách này em đi luôn chị mình 39.000 này. Áo manta luôn. Size này là size 70 lận ấy. Ta 2X 70 nha. Áo sát nách hàng manta size 70-72. 72kg vô tư nha. Lên mã nách nam 30-35 càng này. Có 2 con. Có 2 con càng 35. Hàng này hàng 125.000 con. Áo gió đỏ size M cho chị Liên Kim. Gió đỏ hồi nãy mà sao bỏ xuống. Nách này vậy ti ti size 2X lặn hàng 129.000. Không phải hàng rẻ vậy mà nè. Tóc ngố dễ sợ, bấm cái đầu tóc ngố dễ sợ. Lê dậy một cái. Rồi chị ti 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 một cái. Ok 29. À quên lộn máy 35.000. Lê dậy một cái ti ti một cái. Rồi manta size M. Size M nhé. Manta size M. Size này là size dưới 60. Size dưới 60. Size 57. Anh đi luôn chị em mình nó 55 nhé. Phối M. Có 1 cái. Em đi luôn chị em mình 55.000. Chị nào lấy cái nào thì lên. Còn. Còn. Ra còn chuyển ra chống thấm. Rồi nha. Lên luôn dùng nguyên cái này. Lấy CL đi chị Lê Kiều ơi cho nó thông thả. Lên luôn dưỡng mã này, size 57. Cái này em đi chị em mình nắp 55.000. Hàng này cũng là hàng bánh ta luôn. Hàng này hàng mấy trăm nghìn ấy. 269.000 này em sale chị em 55.000. Cái này em có 1 cái. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng nguyên nhá. Còn cọc áo nam ngay chỗ đắt nữa sao chị.
hai cái này size M hết. 55 nghìn hai cái size M luôn. Hồi sót được mấy cái còn size M đấy. Có cái mà phố này nè, 55 nghìn. Cái này sao? Cho cái chỗ có tông tàu nó cũng có size to lắm, size vừa vừa. Còn mấy cái size vừa vừa. Dưới đất luôn, bông cho sợ dưới đất lên xíu nữa rồi em ngưng nhé. Rồi nhá, cái này em có con cá size 57. Theo nó luôn, 55 nghìn. Size 57 lên mã phối, hàng Manta luôn. Được chưa, sót đường cái. Em đi luôn trẻ mình 52 nghìn. Cái này cũng sót lại. Cái này tặng nót nha, 49 nghìn luôn. Cho nó gọn kho. 49 nghìn, size 55. Trời ơi, chị nào có trai lớn, chồng nhỏ con, mua mấy con. Em đi 49 nghìn nha, size 55. Chị nào lấy cái này lên mã đen. Hàng con, bộ hàng xịn đẹp hết nè. Đây chị em mình 49 nghìn, size 55. Chị nào có con trai lớn, mua cho nó. Hoặc là chồng nhỏ con, phát 49 nghìn thôi. Hàng này chị em mình phải đi mua giá bình thường, phải giá gấp 3 lần. Thì lẽ ra chủ yếu là lẽ size nhỏ, nên là em sale tặng hết. Không bao giờ đi nhập ra được giá này hết. Cho chị... chị Diện, chị Nguyễn Lợi cái nữa nè, xa ép nè, Nguyễn Lợi cái nè. Rồi nhá, 49 nghìn thôi, còn cái xa ép nữa nè. Làm sao mua được, làm sao đi nhập được con này. Hay lẽ ra chủ yếu là lẽ xây nhỏ, nên là chị nào mà nhỏ con hay mua được những cái mã hàng sale xuống đời luôn. Còn con này cũng xây 55 đổ về nha, chị nào lấy chữ đen 49k luôn nha, ai lấy chữ đen 49 chốt lên luôn giùm em nhé. Siêu rẻ chưa, chữ đen 49 nha. Còn cái chữ đen 49, chị nào lấy chữ đen 49 lên luôn dùng nguyên. Rồi, chữ đen này size 57, 49k. Hồi nãy là 55 nhá. Chị Nguyễn, Nguyễn Vinh này có đơn chưa ta? Nguyễn Vinh có đơn chưa? Lên không kinh chê? Có rồi nha. Rồi cái này 57kg này. Lên mã 57kg luôn dùng nguyên là ok. 49.000 làm sao mua được những con áo nam này. Nha, con này lên mã 57kg dùng nguyên. Con lấy 57 hay sao? Thằng 49 luôn. Rẻ quá thể luôn chị em mình ơi. Vàng này có mấy con nên bán tặng 49k luôn. Con vàng này size 57. Vàng này size 57, chị nào lấy vàng 57 lên vàng 57 nhé. Vàng 57kg. Chị nào lấy vàng 57. Hạt 57kg luôn. Đẹp lắm. Hai mẫu khác nhau à. Bởi vì chị thì diện cái này nè. 49.000 luôn. Mấy cái này lại tẻ ra là em sale hết nha. Giờ những cái này xỉ lẻ ngang nhau rồi, toàn bộ là em xả lỗ hết ấy. Nha, vàng size 57, chữ là em còn size nhỏ nhỏ này. Vàng size 57, hạt size 57, chữ vàng size 55, chữ vàng này size 55 thôi nè. 49 nghìn, trời ơi, chị nào có con trai lớn phát đi, em nói thiệt Huyên chân thành đấy, em không thể nào đi nhập ra được giá này luôn. Chủ yếu là em còn mấy size nhỏ nhỏ này em bán tặng đấy. Chị nào lấy hạt size 57, chữ vàng size 57, toàn bộ thun đẹp. Toàn bộ thun đẹp nhé. Hạt 57. Hạt cái gì dịu hồn. 49.000 thôi. Rồi lên mã xanh. Xanh này size 57 luôn. Xanh 57. Trời ơi. Vàng chữ cho chị Nguyễn Diệu. Vàng chữ chị Nguyễn Diệu. À, vàng chữ là vàng thả xuống rồi đúng không? Vàng chữ thả xuống rồi. 57 là cái này cho chị Nguyễn Diệu. Nguyễn Diệu con này. Con này, con này. Con lấy 55 này. Lên xanh luôn dùng đi. Trời ơi. Tiếp lắm luôn. Cái này có con cá xe 57 chữ xe nhỏ tặng 49 luôn. Nha chị nào lấy xanh 49 lên luôn dùng đi. Hàng này hàng nguyên sale 79.000. Xanh gì cảm tố. Hàng này nguyên sale 79.000. Còn lại phải là em sale hết. Rồi nhá. Cái này đi 59k, sale tiếp lắm đi. Size 60. Trắng size 60, em đi 59k. Nha, chị nào lấy trắng vải sướng lắm, những con này vải rất là sướng luôn. Lên mã trắng. Để tình ngô mang hết, tiếp các chị em cái này mình mang cũng được luôn. Con này mình mang vẫn được luôn. Chị nào 60kg mang những con này ok luôn.
vải sứ. Hàng toàn bộ là hàng xịn, có tông xịn hết. Lên mã trắng, trắng 59k. Chị Nguyễn Hiền Lương, mình mang vẫn được luôn nha. Nè, để mình nhìn nè, không đợi phải là nam mới mang những con này. Nè, về mít quần gót cũng đẹp. Chị Nguyễn Hiền Lương, đỏ 49, đỏ 49 size 55. Đỏ 49 size 55. Chị nào lấy đỏ 49 size 55 chốt lên luôn giùm em. Đỏ 49 size 55. Còn cá. Đỏ 49 size 55. Hạt trắng size 55 luôn. Hạt trắng size 55 49k. Hạt trắng này size 55 49k nhé. Chị nào lấy hạt trắng lên hạt trắng. Quá rẻ luôn. Mấy con này còn size 55kg. Em đi luôn, size mình 49k. Cái này em có 1 cái. Còn bên mã chữ trắng thì size 55 luôn. Hạt trắng và chữ trắng. Mình mang cũng được. Nè, chị em mình mang vẫn ok nhá. 49kg vải rất là đẹp. Chứ không phải hàng xóm. Hay chủ yếu là còn size nhỏ em sale thôi. Nhá, chị nào lấy lên. Hạt trắng cho Nguyễn Hoàng. Hạt trắng Nguyễn Hoàng thích cũ hay mới ta? À, Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng, ok, Nguyệt Hoàng. Rồi nhá, lên luôn dùng mã này, mã chữ đen. Nữ mình mang vẫn ok những con này luôn. Chữ trắng thì chị nhanh pha, 49.000. Còn lên luôn dùng mã chữ đen, size 55, 49.000 nó luôn. Chữ đen, size 55, 49 nhá. Em lên hết cọc này, em nghĩ nè. Chữ đen, chữ trắng luôn cái mã này. Chị Cẩm Tú lấy chữ trắng này, chốt lên mã chữ xanh đi. Con này lên mã chữ xanh luôn, dùng size 55. Toàn bộ những cái con này còn 55kg hết, 49.000 nó luôn nha. Chữ xanh, chữ đen nhá, chữ xanh, chữ đen. Con này sale chị em 59.000. Chữ đen chị Nguyễn Liễu. Phải không? Hàng này toàn hàng đi 79k hết nè. Toàn hàng đi 79k hết nè. Màu này xinh. Size 60. Mình mang con này đẹp. Mình nhớ là như Nguyệt Hoàng có mua con này màu gì. Cái này nữ, quên lộn, nam nữ đều mang được, size 60, lên mã Mickey 59. Ui, cái này xịn sò luôn nè, hàng này trẻ mình. Đúng hai con thôi. Hàng này hàng em sale 79.000 nè. Đây không nói deal nhá. Đấy, có hai con thôi. Lên mã xanh 59. Size 60, nữ mang được, nam mang được nè. Cưng không? Cái này mít quần đùi cũng đẹp. Nhá, đây luôn chị em mình luôn. Chốt mã này là mã xanh 59.000 có được hai con. Hàng nó hàng em sale 79k đó. Nghe chị nào lấy xanh 59, comment lên xanh 59 có 2. Hình Thủy Tiên với chị Nguyễn Diệu. Cái này xanh 58 đổ về cho nam, nữ 60kg ok. Lên mã chữ đen. Cái này có 2. Cho nam, nếu giờ nam thì tầm khoảng 58 đổ về, nữ 60 chị em vẫn mang được nhé. Comment mã này là mã đen, 59k luôn. Toàn hàng em sale 79k, có tông tàu dành cho nam. Đấy, giờ đi chị em mình luôn. 59.000 con này luôn. Chị nào lấy cái này lên nhé. Em có hai con. Nếu như cho nam thì tầm khoảng 58 đổ về, nữ 60 này. Được hai con. Lên mã đen 59k nhé. Có tông tàu xịn. Yên tâm luôn, mày chắc luôn. Nhá, chị nào lấy thì lên. Đây còn mấy sao nữa, nó gọn hết rồi. Comment mã này mã theo trắng. Theo trắng này nữ mình mang ok luôn. Chị Nguyễn Vinh ơi, lên lại thông tin cho em đi. Lên lại thông tin cho em đi đã. Comment mã theo trắng. Nữ thì đến 60, nam đến 55 thôi nha. 59k. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nha. 59.000 con này lên mã theo trắng. Chị Nguyễn Vinh lên thông tin đi nhá. Theo trắng, nữ 60, vải mướt mượt mượt luôn. Có 1 cái, 59.000 nhé. Rồi nhá, lên luôn những mã này. Mã 49 size 55. 49 size 55. 49 size 55. Chị nào lấy 49 size 55 trước lên luôn dùng nguyên. 49 đen luôn. Mấy giờ rồi sao? Lên luôn nè. Ngân nhá, em ngân nhé chị em mình nhé. Lai lai rai thôi chứ cũng chưa chút đơn được. Nha, em ngân nhá, hẹn chị em mình chưa mai. Rồi nhá, lên luôn cho mã hình đen. Hẹn chị em mình chưa mai nhé, lên bộ nhá. Bộ nhiều lắm. Bộ bé rất là nhiều. Mà chút đơn dồn lại chút đơn hơi bị chậm nha. Ok, lên cả địa chỉ trên like. Xong em ngưng like nha chị em mình nha. Ngưng nhá. Tắt like đi. Bye bye chị em mình luôn. Hẹn chị em mình chưa mai nhá. Chưa mai lên quần công sở. Chưa mai lên quần công sở, chưa mai lên bộ. Có phong thì cũng còn rất là nhiều. Rồi, ngưng like nha chị em mình. Hẹn chị em mình chưa mai nha. Bye bye.